Hello chị Nguyệt Vũ. Rồi mọi người ơi, bây giờ thì tặng áo ngay, tặng áo đâu là em đang mang này. Tặng áo em đang mang này, già lông thọ này. Bây giờ em sẽ tặng áo lông thọ cho mọi người, đen chọi quá. Tặng áo lông thọ mọi người, tặng áo lông thọ này, tặng áo già lông thọ đâu lai. Rồi chị ơi, chị sẽ ba cho em với nghe. Rồi bây giờ mọi người em sẽ tặng áo em đang mang trên người nghe. Em sẽ tặng áo em đang mang trên người, áo da lông thỏ màu vàng mà chị. Áo màu vàng đất này, áo da lông thỏ màu vàng đất tặng cho chị nào chị sẽ ba cho em với này. Nắm lên trên nhóm và nắm lên đến trang cá nhân hí. Nắm lên trên nhóm và nắm lên đến trang cá nhân này. Chị nào đã chia sẻ rồi lên em chị đã chia sẻ rồi. Ok, Thủy Tiên đã chia sẻ rồi này. Chị nào đã chia sẻ lên em chị đã chia sẻ để mua áo với giá là được tăng áo đâu lái này chị, tăng áo da lông thỏ đâu lái này chị nào khách là khách quen chị cũng có cơ hội được tăng áo hết đi. Mẹ chị đầy view lên cho em với ngay đến cuối tuần để bán áo da siêu phẩm này. Bố lái bố phải thẳng thể người cáo chưa thể luôn thì sợ đi. Rồi lính trang là chia sẻ bài này. Rồi mọi người ơi, hai người là ngay đã hai người chia sẻ bài rồi này. Mọi người bố đi mỗi người chia sẻ bài nắm lên trên trang cá nhân và nắm lên trên nhóm để em tăng áo hết. Tăng áo em đang bán đâu lái này, áo da lông thỏ ngay chị Bích Nhân Huyên ơi chia sẻ bài cho em với ngay. Cơ hội chị nào cũng được tăng hết mọi người hết, cơ hội chị nào cũng được tăng hết để em chị đen là hết, chị nào cơ hội cũng được tăng áo da lông thỏ hết nghe. Áo da lông thỏ em đang mang trên người cái áo da đây là giá 400.000 này, bây giờ em sẽ tăng cho mọi người hết. Áo tăng áo da đâu lá này chị ơi, tăng áo da lông thỏ đâu lá này chị nào đã chia sẻ nắm lên trên nhóm và nắm lên trên đăng ảnh nhân thì em chị đã chia sẻ hết. Chị nào mà đã chia sẻ nắm lên trên nhóm và nắm lên trên đăng ảnh nhân thì đến như em chị đã chia sẻ mọi người ơi. Ai đã chia sẻ nắm lên trên nhóm và nắm lên trên trang cá nhân thì chị ôi chia sẻ trang cá nhân là phú gái thì liền là phải chia sẻ nắm lên trên nhóm và nắm lên trên trang cá nhân hết, vì nhóm chia sẻ như sẽ bị chặn. Vì vậy mọi người chỉ cần chia sẻ đến nhóm nắm lên thôi, còn trang cá nhân mọi người chia sẻ bao nhiêu cũng được hết á. Chia sẻ đến trang cá nhân thì bao nhiêu cũng được, nhưng chia sẻ nhóm rất là dễ bị chặn mọi người hết. Vì vậy mọi người chỉ cần chia sẻ đến nhóm nắm lên với trang cá nhân nắm lên cho em là được. Tăng áo da lông thỏ em đang mang đến người hết, áo da lông thỏ đang mang đến người này, size SM này, này quá đẹp luôn. Tăng áo da mọi người, tăng áo da siêu phẩm này chị nào đã chia sẻ lên em chị đã chia sẻ này, đã chia sẻ để lên em chị đã chia sẻ để em bắt đầu này. Lát nữa em sẽ ghi mọi người ghi bình luận cho chị nào đã chia sẻ này, thấy chị Hồ Thị Thủy cũng đã chia sẻ bài này, mấy chị tích cực chia sẻ bài đi. Áo tăng áo da hí, áo da 400.000 hôm nay chị bán cho mọi người 250.000 thôi, lưu ý cho em rồi này. Tăng áo da ép hí. Rồi chia sẻ bài đi mọi người mới để em coi này. 22 lượt chia sẻ, trong đó chị Thủy Tiến và chị Linh Trang là chia sẻ bài 20 lần rồi này. Rồi chị nào sẽ chia sẻ tiếp thì lên em chị đã chia sẻ tặng áo da em đang bán trên người mọi người. Áo da lên màu rất hiếm luôn, màu vàng đất này. Mọi người ai đang xem thì lên em chị đã chia sẻ ngay. Chị nào đã chia sẻ bài nắm lên trên nhóm và nắm lên trên trang cá nhân thì lên em chị đã chia sẻ. Rồi chị Hồ Thị Thủy chia sẻ bài mấy lên rồi này, phải tổng thiểu là nắm lên trên nhóm và nắm lên trên trang cá nhân mọi người. Rồi chị Thị Trinh đã chia sẻ rồi này, đã tổng cộng là 40 lượt chia sẻ ngay để em kiểm tra xem chị có 40 lượt chia sẻ không này. Rồi lên cho em chị đã chia sẻ đi mấy chị ơi, đã chia sẻ cho em với ngay. Đã chia sẻ ô 40 lượt chia sẻ mà có 26 lượt chia sẻ thôi là có sự nhầm lẫn nữa ngay. Có sự nhầm lẫn không hề nhẹ rồi, mọi người chia sẻ lại đi. Nắm lên trên nhỏ và nắm lên trên tăng ảnh nhấn ngay, lưu ý cho em sẽ được tăng áo luôn. Chào chị Nhất Thính ngay, chào chị Nhất Thính này. Mọi người vô đi mọi người ơi, chia sẻ ba để được tăng áo đâu lái hí. Áo dài siêu phẩm này. Rồi chị Bích Nhân Huyên chia sẻ rồi, chị Nhất Thính chia sẻ, nhớ là phải nắm lên trên nhỏ và nắm lên trên tăng ảnh nhấn để em tăng áo hí. Nắm lên trên nhóm và nắm lên trên trang cá nhân mọi người ơi. Nắm lên trên nhóm và nắm lên trên trang cá nhân giải với này. Bố lái chị có thể luôn rồi đó. Rồi Thanh Thương là chia sẻ rồi, cảm ơn Thanh Thương rất nhiều, nhiều tính nhiều sao quá. Rồi mọi người ơi, vô đi này chị nào đặng chị nhớ thính chia sẻ rồi là mấy chị phải chia sẻ đúng lượt nhé. Mỗi người phải không kể là một, nếu mọi người chia sẻ một lượt mà mọi người đã ghi chia sẻ ba là lúc đó mọi người tăng lên ảo là em không tăng đâu, phải đủ 5 lên trên nhỏ và 5 lên trên tăng cá nhân. Bởi vì nhỏ mọi người đều nhiều người yêu cầu mọi người chia sẻ 3 giống 7-8 chục lên, bây giờ chia sẻ 3 được hoặc là 20 lên cũng rất là khó, bởi vì mọi người chia sẻ nhiều sẽ bị tăng ngay. Em chỉ yêu cầu mọi người chia sẻ cho em 5 lên trên nhỏ và 5 lên trên tăng cá nhân thôi, trên tăng cá nhân chia sẻ bao nhiêu cũng được hết đó, con cả nhỏ dễ bị chăn lắm. Rồi Thủy Tiên chia sẻ rồi, thể chính nhân thân hít thì thể chính nhân thân ơi. Rồi 58 lượt chia sẻ rồi mọi người ơi, Nàng Thỏ chia sẻ rồi này, là bao nhiêu người ý 70 lượt chia sẻ rồi, vào đây mới có 58 lượt chia sẻ rồi, vẫn còn thiếu. Lưu ý nghe, em mà tin là chủ nhân rồi mà mọi người chia sẻ thái trái là mình nữa này. Thân thương với Thủy Tiên là mọi người cứ bình luận lại số điện thoại đi, người nào may mắn sẽ được luôn, chúng ta thử bên máy cuối năm đi. Nói chung đến trang thân thương tất cả mọi người cứ thử bên máy hết nghe, ai cũng nhảy số đi, em ghi ra một bên máy thôi. Em kiếm đúng ai là người đó được, chứ em không bóc thăm cũng không chốt theo mạng, không phải yêu cầu mạng ai mình là được, vì có nhiều người mạng sẽ dùng 3G rất là yếu. Vì vậy em chỉ dùng bên máy của mọi người, còn ai may mắn em kiếm số là mọi người được thôi hết, chứ con mà chốt theo mã số là mọi người đã khó để được đăng áo luôn. Đây, quá đẹp mọi người ơi, quá đẹp đi. Rồi mọi người nhảy số đi, rồi mới có được 16 người có thôi. Đẩy view lên nhà em với mọi người ơi, đẩy view lên nhà em với coi nào. Đẩy view lên nha em ơi, để coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. 70 lượt chia sẻ rồi, cho 70 người được rồi, mới có 7 người thôi mọi người ơi, mới 7 người chia sẻ 3 thôi mọi người, cố gắng lên này, mọi người nhảy số điện thoại, với lại chia sẻ 35 lên nha em với, đẩy view lên. Ui mới có đang tụt view đi chơi, tụt view 12 người rồi, còn 11 người thôi mới đang chơi mini game đây. Mọi người đẩy người lên nha em với, đẩy lượng tương tác lên nha em với này, 15 người, 17 người rồi, cố gắng lên mọi người ơi. Sẽ tăng ảo đâu lại, tăng ảo cho chị nào đã chia sẻ 5 lên trên nhóm và 5 lên đến đăng cá nhân này, 5 lên đến nhóm và 5 lên đến đăng cá nhân. Nói chung chị nào có cơ hội được tăng hết, có nghĩa là em không yêu cầu mọi người phải mang mình đâu, chỉ cần em kiếm mọi người ai có may mắn là mọi người trúng được ảo ngay. Ảo da siêu phẩm da ép lông thỏ 400k này, da ép lông thỏ 400k hết. Chị nào đã chia sẻ rồi lên cho em, chị đã chia sẻ đi. Hello chị Ngọc Hiền Ngô, vô thử bên máy tăng ảo đâu lại chị Ngọc Hiền Ngô ơi, đẩy view lên cho mẹ em mọi người ơi, đẩy view lên cho em với 23 người rồi. Hôm nay ngay lát nữa em sẽ bán áo dài cho mọi người là 400.000, 400.000 chia sẻ bài chỉ còn 250.000 thôi, chơi sốc lớn luôn, lộ luôn này. À vậy mắc không bán ngay lính này ơi, vậy mắc không bán ngay, vậy mắc nên là vậy mới ha, mua để mắc livestream thôi chứ không phải bán đâu. Mọi người ơi chia sẻ bài mình lên này, áo dài hôm nay ngay 400k chỉ bán mọi người 250.000 thôi. Mọi người nhấn lên để lượng view lên cho em với ngay. Chị Nhân Thính ơi, để lát em kiểm tra lại xem nghe. Chị Nhân Thính biết sao không, cái màu em gửi lên đó là hàng mới, em lấy em trên mạng vậy thôi, nhưng em cũng có áo như vậy luôn chị Nhân Thính ý, chứ không phải là áo như vậy đâu. Để em kiểm tra là chị Nhân Thính ơi, vì hình đó em lấy trên mạng vậy đó chị, nhưng mà em có áo y chang vậy đó, em kiểm tra cho chị với chị. Rồi để lượng view lên mọi người, 22, 11 người có thôi, 500 mà em like cho mọi người đây. Cố gắng lên này. Anh nhắn tin đi rồi. Rồi cố lên mọi người ơi, cố lên đã chia sẻ 35 lên trên nhóm và 5 lên trên trang cá nhân cho em với, 5 lên trên nhóm và 5 lên trên. Đang Thọ đã chia sẻ và gửi quá rồi này. Rồi rồi, Đang Thọ đã chia sẻ và gửi hình quá rồi, ok Đang Thọ luôn. Đây, mọi người cứ bình tĩnh này, cứ chia sẻ bài mình lên này, có chị nào chia sẻ khách là đây này thì đây Tony ngay, chỉ cần mọi người khách là cũng được ngay, không cần phải thích quá đâu, chỉ cần mọi người nhiệt tình chia sẻ bài cho em, 5 lên trên nhóm và 5 lên trên trang cá nhân. Ai cũng có cơ hội để được tăng ảo hết mọi người hết. Ai cũng có cơ hội được tặng áo hết, em kiểm tra mới có 82 lượt thôi, mọi người ơi. 83 lượt, 83 lượt chia sẻ bài, mới chỉ có 83 lượt chia sẻ bài thôi, cố gắng lên, Võ Huyên chia sẻ này, Thính Thương là Hôi Thị Thụy này, ở đó một số trình Facebook mình chỉ có bảo được 3 người chia sẻ bài với hè. Thủy Tiến chia sẻ bài luôn này, đáng có thể Thủy Tiến bảo. Đây, cố gắng lên mọi người ơi, chia sẻ bài, 84 lượt chia sẻ rồi, 84 lượt chia sẻ rồi này. Cố gắng lên này, chia sẻ bài mình lên nhà em với này. Rồi, 85 lượt chia sẻ rồi, 85 lượt chia sẻ rồi. Mọi người chia sẻ bài, view tăng lên khoảng cỡ 40 người rồi. Mọi người chỉ cần 40 người thôi. Hôm nay chỉ cần mọi người tỷ view cho em 40 người là được tặng áo rồi, không cần phải nhiều đâu, chỉ cần mọi người nhiệt tình thôi. Ở già chị ở đời chị hí, mọi người cố gắng lên, chị Tiểu Mỹ vô chấm đi game tặng áo đâu lái này, siêu phẩm áo già lóng thọ 400k này. Chị Nhìn Tâm chia sẻ bài cho chị với ngay. Rồi cố gắng lên mọi người ơi, chị Nhân Sinh cảm ơn chị Nhân Sinh rất nhiệt tình luôn. Vũ Canh đã chia sẻ bài rồi, để kiểm tra bao nhiêu lượt chia sẻ bài rồi này. Rồi kiểm tra đi mọi người, kiểm tra này, 89 lượt chia sẻ rồi, 89 lượt chia sẻ rồi, cố gắng lên mọi người. 89 là mới có được 9 người thôi, chỉ có 19 người chia sẻ mà đây có 24 người xem, nó chỉ có 9 lượt chia sẻ thôi thôi. 90 lượt là chỉ có 9 người chia sẻ bài thôi này, rồi là trong đây có dán lên rồi. Mọi người phải chia sẻ bài đúng ngay, lỡ máy mà em kiểm tra mọi người chia sẻ con 18 lên chẳng hạn, em cũng không chốt cho mọi người đâu. Em sẽ chốt cho người tiếp theo là đủ đầy đủ là 10 lượt chia sẻ, bởi vì thế này là phải chính xác mọi người. Vì mini ghế là phải công bằng, còn bình thường em tặng bình thường trong hàng ngày thì nói, nhưng mà đâu lái chỉ nào phải công bằng hết ngay. Rồi rồi mọi người cố gắng lấy này để view lên cho em ngay. Vì lái video này rất sớm, giờ này 9 giờ đâu. Khách đã chủ đã đi cà phê có thảo thôi. Hoặc là cuối tuần là đi lễ rồi này, đi lễ mọi người phải để view lên cho em mới ngay. Wow, 19 người rồi, 19 người thôi này, mọi người cố gắng lên. Để áo để view lại tặng áo đâu lái mọi người, để view tặng áo đâu lái này 104 người chia sẻ rồi. 104 lượt chia sẻ đây này, 104 lượt chia sẻ đây này. Tụt view để giờ đi chơi, tụt view đến 20 mấy 24 người, bây giờ con có 17 người thôi này. Cố gắng lên mọi người ơi, chị Bích Nhắn Huyên chia sẻ ba để chơi mini game tặng áo ngay chị Bích Nhắn Huyên ơi. Tặng áo lông thỏ mọi người, lông thỏ đang hot lắm này. Lông thỏ ngay mấy áo lông thỏ đây mọi người, bố mới cũng tìm chiều hết nha. Bây giờ em sẽ tặng cho mọi người thôi, free cho mọi người này, trong view tụt dân như này. Mày cái mắt lái đấy chỉ xác đó. Rồi, cảm ơn chị Nhất Thính rất là nhiệt tình là mọi người chia sẻ bài này, chia sẻ bài để tặng áo đâu lái hí, tặng áo đâu lái này, tặng áo đâu lái, tặng áo đâu lái, chị nào cũng được tặng hết, khách là khách quen, khách là chưa muốn lên nào em cũng có tạo cơ hội cho mọi người được tặng hết hí, khách là ai cũng em cũng tạo được cơ hội cho mọi người được tặng hết này. 119 lượt chia sẻ rồi ngay, 119 lượt chia sẻ rồi. Cảm ơn Linh Trang là tặng đến bàn vô này. Rồi vô chơi. Rồi Thùy Trinh có xuất hiện lên, Thùy Trinh khách là đó này, mọi người cố gắng lên chia sẻ ba để tặng áo hết. Chị Ngân Vũ này khách là khách quen chị cũng được hết, nói chung là da trai lớn gái chị cũng được hết, trai gái chị cũng được hết nha. Chị kênh chia sẻ ba đúng lượt chia sẻ thôi, vì đã thế này chấm đi game là ai cũng có cơ hội để được mọi người hết, ai cũng có cơ hội để được này mọi người, để view tăng lên nhanh một xí thôi. Em kênh mọi người đẳng cao đâu, bình thường em tăng cao rất là nhiều luôn, nhưng chẳng quá giờ này hơi sớm, vì vậy em sẽ để view cho mọi người ngang mức độ ngang đó cho hết. Để view lên mọi người, để view lên cho em với nào. Ui, nóng này. Tụi mình ngồi được cái chỗ. Tôi sẽ mà rất thì bà sẽ người ta được như thế. Rồi chính lý có chính lý đó này, 25 người rồi, cố gắng lên mọi người ơi, cố gắng lên. Người nào cũng được cơ hội tặng áo da ép lóng thỏ hết ngay, chị nào cũng có. À chị ơi anh cười từ từ là ngay, view đang thấp mà view đang thấp, em bỏ ra một cái áo da ép giá là 100.000 để tặng mọi người. Thì nhất mọi người cũng phải chia sẻ bài nhiệt tin với view đầy cáo để cho em với ngay, chỉ mọi người mới 24 người thôi, làm đang em có thể tặng cho mọi người chơi mini game luôn được. Đẩy cáo lên mọi người, để view lên này, khách là khách quen chứ khách trái gã chứ cũng được hết ngay. Giá trẻ lớn gái chị em cũng tăng hết, chỉ cần mọi người đúng chia sẻ bài cho em là được này. Đừng có phí ảo, đừng có phí phí vừa mới lập mà mọi người chia sẻ bài lên trên trang cá nhân có bạn bè chị hết là cũng được này. Nhớ ngay chia sẻ bài phải đúng nhỏ mọi người, giống như hồi bạn hàng xí hoặc hồi bỉm sữa hồi mẹ và bé, đừng có chia sẻ bao bộ hồi trái xinh gái đẹp là được ngay. Vừa kiếm chị ơi, vừa những ảo này chị tăng thôi, chị không bán nghe. Bây giờ mọi người có trả ảo này báo cho em cũng không bán, vì em đã tăng là em tăng luôn. Tặng mọi người, tặng lại để view lên cáo đấy mọi người, ảo hôm nay đẹp lắm. Mọi người lưu ý này, hôm nay sẽ bán giải cho mọi người bình thường là 400.000, nhưng mà hôm nay chị nào chia sẻ bài, đã chia sẻ bài và hôm nay sẽ bảo sẽ cho mọi người về giá không thể tưởng tượng được là 250.000 một cái thôi. 250.000 một cái, con bình thường không bao giờ có giá gì 250.000 đâu hết. Bây giờ mọi người để view lên, em ơi đem ảo cà rô 400.000 của chị Hoa Lan đây là chị xéo 250.000 luôn đi. Xéo luôn. Thấy chưa? Khách. Đó, mọi người chia sẻ bài lên này, chia sẻ bài lên nhà em rồi này. Rồi cảm ơn Ngân Vũ đã chia sẻ bài rất là nhiệt tình, 136 lượt chia sẻ rồi, đang ít quá mọi người ơi. Bình thường em chia sẻ một lát thôi là mấy trăm lượt chia sẻ rồi, mà hôm nay mới có 136 lượt chia sẻ. Mà bao nhiêu phút trôi qua rồi, để em coi bao nhiêu phút trôi qua này. 12 phút trôi qua rồi mới 136 lượt chia sẻ nữa này, 136 lượt chia sẻ thế này. Là một người vô thì em sẽ bán cho một người một con áo dây xích thương hiệu như thế này này, với giá một người này tương được này 400k đây này. Rồi chấm lên cho em đi mọi người, chia sẻ bài chấm đi mọi người, chấm tương tác cho em luôn đi mọi người, cứ chấm tương tác và để bình luận lên cho em với. Trời ơi chị ơi, dòng em rất khan luôn, khan rất là khan ngay mọi người, chia sẻ bài lên mọi người ơi, chia sẻ bài lên ngay, chia sẻ bài lên đi. Ui đăng view qua ngay con tộc đi, trời ơi mọi người phải đẩy view lên, em chỉ cần mọi người đẩy view lên 40 người thôi. Hello Nguyễn Phúc cô chia sẻ bài cho chị với ngay Phúc ơi, mọi người đẩy view lên, mọi người đẩy view lên, chỉ cần 40 người có thôi, em không cần mọi người nhiều đâu, chỉ cần 40 người có cho em thôi là được. Đúng 40 người có là được này. Video này buổi trưa thì em sẽ sẵn sàng được 100 người có, nhưng mà giờ này nói chung ngày lễ buổi cuối tuần mọi người đi khỏi rồi nên mọi người chỉ cần đẩy tương tác, bởi vì Facebook đã hạn chế tương tác rồi, có nghĩa là em muốn lên livestream là nó không hiển thị trên trang cá nhân trên tường nữa, hoặc là không bảo là lấy hiện đang phát trực tiếp nữa. Vì vậy mọi người phải để view lên cho em nghe, để view cao lên cho em vậy này. Thế nó không biết tóc mày nữa này. Để view lên, để view lên. Đẩy view lên mọi người ơi, đẩy view lên nhà em với này, đẩy view lên nhà em với ngay. 26 lượt chia 26 người rồi mọi người, chỉ cần 14 người là thôi, 14 người là bắt đầu ghi bình luận rồi, chỉ cần mọi người chia sẻ bài cho em với này, chỉ cần chia sẻ bài thôi nghe, chỉ cần chia sẻ bài. Khách là chưa mua lên nào em cũng tạo cơ hội cho mọi người hết cỡ luôn. Khách là chấm tương tác lên để lạc nữa mọi người bình luận được nhảy đến nhiều là em sẽ ghi bình luận hết. 142 lượt chia sẻ thôi là 14 người lượt, 14 người chia sẻ bài thế này. 24 người mà 14 người chia sẻ, nếu 24 người chia sẻ hết thì tất nhiên là phải 240 lượt chia sẻ bài rồi, mà mới có 140 là 14 người chia sẻ bài thôi, vẫn không chính xác mọi người. Cái tỷ lệ mọi người chia sẻ bài không chính xác như yêu cầu của thể lệ này, vì vậy mọi người phải chia sẻ bài nhiệt tin lên. Chị Hoa Thú ơi chia sẻ bài để sẵn áo hay sẵn áo em đang lái này, áo này không tùy thuộc qua mọi người mà mình hãy yếu đâu, chỉ cần mọi người chia sẻ bài xong là mọi người đã chia sẻ nhảy điện thoại em sẽ dính cho mọi người, gửi nhảy liên tục mọi người nhà liên tục sạch nhau thì em ghim vo là mọi người sẽ được ngay. Nói chung nhảy lạt nướng này, lạt nướng mà đến bắt đầu ui nó cứ tụt thế này, có chính xác không hết, nhảy đến trái thế này. Rồi nhảy lên mọi người, nhảy view cao, view tăng lên nhảy vừa này, chỉ cần 40 người thôi, 40 người thôi này, 40 người thôi, đang view sẵn cái buồn thì sợ đi chơi. Đang chấm đi game mà càng đóng mà càng vui mọi người, chấm đi game phải càng đóng mà càng vui này. Cố lên mọi người ơi, cố lên chia sẻ bài mình lên nào. Cơ hội cho chị nào cũng được tăng hết nghe, mới 142 lượt chia sẻ thôi, đáng dưng này, đáng dưng ở ngay 142 lượt chia sẻ này. Ai mà có chị nào chia sẻ bài ở trang em đã chia sẻ bài ở đây là thêm là 148 lượt chia sẻ thôi, 148 lượt chia sẻ thôi, để view lên nữa mọi người ơi, 148 lượt chia sẻ thôi này, để view cá lên giải một xí nữa nghe, 148 lượt chia sẻ, để view lên, để view lên em với này. Áo giả ép ngay, lưu ý áo giả ép hôm nay bình thường là em bán cho mấy chị này 400 ngàn, nhưng hôm nay sẽ bán cho mấy chị 250 ngàn thôi. Vì vậy cơ hội ngàn năm có một thì chỉ có một lần trong đời thôi, nói chung là chỉ có một lần duy nhất trong đời thôi này. Chị nào đã mua 400 ngàn thì cũng bình tĩnh, vì hôm nay sẽ bảo sẽ cho mọi người luôn hết cỡ này. Mọi người nhảy số điện thoại đi, cơ hội trúng, nói chung là dù là cuối năm rồi nhưng mà mọi người cũng thử bên máy đi, là máy mà nói chung là máy mạnh để với mọi người này. Đây cả trong hồi nhưng còn lại đóng hay vô trong hồi cả trong thành thì hồi ham không đu xí hái hết rồi. Trời ơi view đi 20 người thôi, cố gắng lên mọi người, view 20 người thôi, mới đang chơi mini game đây, 20 người thôi, 20 người, 19 người rồi, tụt lại tụt tiếp rồi này. Mọi người phải tăng view lên, đẩy view cao lên em mới bắt đầu chấm đi game được nhé, bởi vì áo dài siêu phẩm 400k bây giờ tặng cho mọi người thì mọi người phải chia sẻ bài nhiệt tình đến cho em bữa này. Đi tới chơi đấy. Wow, được view quá. 151 lượt chia sẻ này, mới 151 lượt chia sẻ thôi, mới chỉ có 151 lượt chia sẻ thôi, chia sẻ đến tiếp tục với mọi người ơi. Nói chung là chị nào phải cố gắng nghe đầy đủ là nắm lên trên nhóm và nắm lên trên trang cá nhân nhảy vừa này, nắm lên trên nhóm và nắm lên trên trang cá nhân rồi bắt đầu mọi người cứ nhảy đại chia sẻ kèm số điện thoại đi. Nếu chị nào đã chia sẻ 70 lên rồi, Chị nào đã chia sẻ bài đúng 10 lên rồi, 5 lên trên nhóm, 5 lên trên trang cá nhân rồi thì mọi người nhảy lên. Đã chia sẻ các em số điện thoại hí, đã chia sẻ đây các em số điện thoại cứ nhảy liên tục rồi cho em, cứ nhảy liên tục rồi cho em luôn này. Trong view tập YouTube thì trời hè em để có lượng người mà bình luận ở với có sức so với cái view trên. Rồi đã chia sẻ các em số điện thoại hí, đã chia sẻ các em số điện thoại đi mọi người, đã chia sẻ các em số điện thoại đi. Đã chia sẻ các em số điện thoại coi như là món quà cuối năm luôn. Đã chia sẻ các em số điện thoại cho em với này. Đã chia sẻ các em số điện thoại, đã chia sẻ các em số điện thoại em với. Đã chia sẻ các em số điện thoại ạ. 154 lượt chia sẻ rồi, 154 lượt chia sẻ này. Mới có 15 người thôi. Các em đã chia sẻ các em số điện thoại bóng hết. Đã chia sẻ các em số điện thoại cho em với này. Đã chia sẻ các em số điện thoại cho em với này. Đã chia sẻ các em số điện thoại, lát nữa em sẽ ghi mày nào. Lát nữa em sẽ ghi bình luận lại cho mọi người, lát nữa sẽ ghi bình luận lại này. Đây, lát em sẽ ghi bình luận hí. Đã chia sẻ các em số điện thoại cho em đi. Đã chia sẻ các em số điện thoại, mọi người cứ bình luận liên tục để khỏi ngắt quãng thì mọi người sẽ cơ hội rất là cao, bởi vì em không nhìn mà em chỉ cần được vô lên vụt xuống là bấm vào lại là được rồi, là may mắn hí. Rồi cố gắng là mọi người phải đúng này, phải chia sẻ bài 5 lên trên nhóm và 5 lên trên trang cá nhân hí. 5 lên trên nhóm và 5 lên trên trang cá nhân cho em bữa này. 5 lên trên nhóm và 5 lên trên trang cá nhân mọi người hí. 5 lên trên nhóm và 5 lên trên trang cá nhân cho em bữa này. Phải chính xác này, nếu mà lạc nữa mà em tìm kiếm được đúng người mà mọi người không đỡ làm, mọi người không phải là người may mắn này. Rồi mọi người cả nhảy số đi, nhảy số và kiếm số là bình luận đi. Rồi cố gắng lên mọi người, cố gắng lên. Có Su rồi, cảm ơn Su này. Rồi có khách là vô rồi, em phải kiểm tra xem này. Chị Tiên An Trân Thị để các em kiểm tra bao nhiêu lượt chia sẻ bài rồi này, để kiểm tra xem bao nhiêu lượt chia sẻ bài rồi. Mọi người lưu ý nghe, áo dạ ép 400.000 hôm nay chỉ bán cho mọi người 250.000 thôi này. Áo dạ ép siêu phẩm là 400.000 chứ không phải giá thương đâu, giá thương thì sẽ bán cho mọi người 129.000, 50.000 cũng có rồi, tuy là áo mọi người. Nhưng mà áo dạ kiền mà em cắt ra cho mọi người là áo em chỉ bán cho mọi người giá siêu của siêu rẻ luôn. Mọi người chia sẻ bài mình lên này, chia sẻ bài mình lên nhảy với ngay. Rồi ơi đóng view mình để cũng lấy nổi đi hè. Mới có 157 lượt chia sẻ thôi, 500 bình luận nhưng mà 500 bình luận thôi nhưng mà 157 lượt chia sẻ thôi, lượt chia sẻ với rất ít. Để em coi 16. View thấp quá. Chị cảm ơn chị ứng mà nợ xu còn bèn cắt chứ. Cãi bên trái nữa. Không trái nữa. Mau là thì trái lại chứ được chi đâu. Mau á, những cái ta trưởng làm sao ra là thì đã xuống ảo lại. Rồi mọi người chia sẻ bài, đã chia sẻ bài lên như em đi, nhảy số điện thoại đã chia sẻ để là em gím luôn chơi cho nó nóng lắm mọi người, đã tăng nó tăng luôn này. Để con thôi, mọi người phải chia sẻ bài lên cho em. Dữ thật quá, 14 người chia sẻ, 14 người coi. Đi răng mà lái trời ơi. Rồi nhảy số đi mọi người, đã chia sẻ kèm số điện thoại ý, đã chia sẻ bài với kèm số điện thoại này, đã chia sẻ bài kèm số điện thoại đúng 5 phút này em sẽ ghi bình luận, đã cũng kênh luôn, mọi người đã chia sẻ bài kèm số điện thoại cho em. Rồi đã chia sẻ kèm số điện thoại em với nghe, đã chia sẻ kèm số điện thoại mọi người, đã chia sẻ bài kèm số điện thoại em với. Rồi có chị Tiến Hóa rồi, cảm ơn chị Tiến Hóa đã âm thầm lặng lẽ bố chia sẻ bài cho em. Chị Tiến Hóa ơi vô thử bên máy đi, chị khóa trên bố chia sẻ bài để chơi mini game tặng áo này. Mọi người vô đi vì Facebook muốn em mất tương tác rồi, em livestream mọi người không được nhìn thông báo của em nữa. Vì vậy mọi người vô chia sẻ bài để lấy lại tương tác cho em với này. Bây giờ em livestream mọi người không thấy được cái thông báo của em nữa, vì vậy mọi người vô chia sẻ bài đi, vô chia sẻ bài để mà nhìn tương tác này. Để em chia sẻ bài để em tương tác lại với Facebook này. Rồi đã chia sẻ các em số điện thoại cho em với này, đã chia sẻ các em số điện thoại ngay. Bây giờ là 9h26 phút, 9h30 phút em sẽ ghi ngay. Rồi mọi người cố gắng lên, đã chia sẻ các em số điện thoại liên tục cho em với, đừng ngắt quãng, vì nếu mọi người ngắt quãng là lúc mà em vuốt lên em sẽ không tìm thấy mọi người đâu. Cơ hội cho chị năm may mắn cuối năm, món quà của Lê Hiền mọi người ơi, cố gắng lên đi. Đây mọi người không để view lên cùng. Đây cố gắng lên, đã chia sẻ các em số điện thoại để tăng áo hết. 10 lên 5 lên nhóm và 5 lên đăng cả nhân này. nắm lên đến nhỏ mà nắm lên đến đa cá nhân, tặng áo da lông thỏ cho mọi người mang Tết này. Nắm lên đến nhỏ mà nắm lên đến đa cá nhân, tặng áo da cho mọi người mang Tết nha, tặng áo da mang Tết này. Đã chia sẻ bài cho em với, đã chia sẻ bài cho em với này, đã chia sẻ bài kèm số điện thoại và địa chỉ cho em với, đã chia sẻ bài kèm số điện thoại và địa chỉ nha, đã chia sẻ bài kèm số điện thoại và địa chỉ cho em với này, đã chia sẻ bài kèm số điện thoại và địa chỉ, đã chia sẻ bài kèm số điện thoại và địa chỉ. Rồi mãi mãi đã chia sẻ 30 nhóm. Rất là cảm ơn mãi mãi chia sẻ ít thôi, chia sẻ chỉ cần nắm lên thôi, chia sẻ nhiều sợ bị chán Facebook ấy. Mọi người chỉ cần chia sẻ ít thôi, nắm lên thôi được, không cần chia sẻ nhiều. Nắm lên trên nhóm và nắm lên trên đa cá nhân cho em, đúng thị lệ cho em như vậy là được. Mọi người cơ hội được nhận quà rất là cao. Rồi nhảy số điện thoại đi, nhảy số điện thoại đi mọi người ơi, nhảy số điện thoại lên cho em với, nhảy số điện thoại lên. 157 năm 171 được chia sẻ rồi. Trời ơi, một sự cố gắng rất là kỳ. Rồi, chị Ngọc ơi, bố chia sẻ bài để cho em đi game tặng áo chị Ngọc ơi. Rồi, cho em đi game tặng áo ơi chị Ngọc. Rồi áo da 400k ngày hôm nay bảo sale cuối năm. Bảo sale cuối năm toàn bộ áo da siêu phẩm 400k, bảo sale lộ hết luôn 250.000. Chốt đi mọi người ơi, vô đã chia sẻ kèm số điện thoại đi. Chị Võ Huyên đừng ghi đã chia sẻ nữa mà hãy ghi đã chia sẻ kèm số điện thoại đi. Đã chia sẻ mà có số điện thoại kèm 6 là không được nhận đâu, mặc dù mọi người khách quen. Mặc dù là khách quen đã có số điện thoại ở bên em nhưng mọi người phải ghi đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em với này. Đã chia sẻ kèm số điện thoại, chị Trinh Lý đừng ghi đã chia sẻ nữa mà phải kèm số điện thoại này. Không kèm số điện thoại thì sau này em ghi mọi người sẽ không có cơ hội được đâu. Mặc dù khách quen rồi nhưng có số điện thoại nhưng mà vẫn không được, khi phải đúng tỷ lệ là chia sẻ nắm lên trên nhóm và nắm lên trên trang cá nhân. Và ghi đã chia sẻ kèm số điện thoại địa chỉ cho em với này. Cố gắng lên mọi người ơi. Cố gắng lên luôn, cố gắng. Nói chung là đó là một sự rất là cố gắng luôn rồi. Ví dụ để chỉ có ngang đến 25 người đổ lại là được rồi. Chị Huyền Phan xuất hiện lên, chị Huyền Phan rồi này, phải chia sẻ bài đúng 5 lên cho em với, 5 lên cho em với này, xuất hiện lên cho chị Huyền Phan rồi là mọi người phải để view đáng làm. Wow. Mới 183 lượt chia sẻ thôi, mới 183 lượt chia sẻ thôi. Trời, một sự cố gắng rất là quá cố gắng lắm mọi người. Mới 183 lượt chia sẻ thôi, cố gắng lên nhảy vừa này, nhảy đại. Chị Võ Huyên ơi, đừng nhảy chị đã chia sẻ nữa mà nhảy đại chia sẻ kèm số điện thoại hí. Đã chia sẻ kèm số điện thoại này, mọi người nhớ em nhắc lại thị lệ cho mọi người để trước khi em kiếm này. Nhớ em nhắc lại thị lệ cho mọi người trước khi em kiếm bình luận như thế này này. Có nghĩa là mọi người phải ghi đã chia sẻ, phải chia sẻ nắm lên trên nhóm và nắm lên trên đăng cá nhân. Và chia sẻ bài đã chia sẻ kèm số điện thoại. Trường hợp chỉ nào em ghim trúng mà mọi người không chia sẻ đúng, nắm lên trên nhóm và nắm lên trên đăng cá nhân, em sẽ gỡ cái ghim đó và bắt đầu ghim tiếp người tiếp theo. Thứ hai, nếu em kiểm tra, nếu mà ghim đúng người mà ghi chị đã chia sẻ không kèm số điện thoại, hoặc ghi số điện thoại mà không kèm chị đã chia sẻ thì vẫn không được nghe. Lưu ý phải đầy đủ cú pháp em mới chính xác này, bởi vì đã chớ là thể lệ là mọi người phải chính xác hết. Không thôi là một nhiều người là kiến cáo em rất là mệt luôn. Rồi mọi người để tương tác lên nhà em với. Facebook bữa nay em livestream không bảo lấy hiện là đã khóa trực tiếp nữa, mà chỉ có em chia sẻ bài đi hòa mãi mọi người thấy thôi. Vì vậy mọi người cố gắng chia sẻ bài cho em với ngay. Áo da lông thỏ hôm nay 400k sẽ bán mọi người với giá 250.000 cho khách nào chị đã chia sẻ bài nhiệt tin bố cho em với này. Đây, cố gắng lên mọi người ơi, cố gắng lên nhà em với ngay. Đẩy view lên, giá video này rất là khó, video này đi chờ nấu ăn con cái cơm nữa cùi các kiểu. Như vậy ngày hôm nay em sẽ lái nguyên ngay, vì mình muốn để view đến cho em để em lái nguyên một ngày với. Cố gắng khích la khích quán chứ cũng có cơ hội để được tăng hết nha. Rồi nhảy số điện thoại liên tục đi mới có được 4-5 người chơi thôi, thì kiếm như thế này 5 năm mà kiếm được mọi người. Cố gắng lên, cố gắng để view lên này. Rồi chị Nhất Thính cố gắng để mọi người phải bình luận liên tục khi chị Hà Võ, chị Huyền Phan, chị Trinh Lý, chị Hà Võ, Nhất Thính, Trinh Lý, Phú Ca, Hà Võ, Huyền Phan. Mọi người phải để ý là mọi người phải viết cả, cố gắng đừng để ngắt quãng, để mọi người không có cơ hội, mọi người không ngắt quãng được thì mọi người sẽ được em kiếm cao hơn. Chứ còn em vụt lên vụt xuống mà mọi người ngắt quãng nhau là rất là khó luôn. Vì chị là Thính Thương chơi đi ghế mà, cố gắng lên mọi người ơi, cố gắng đi. Chị nào không có cơ hội được tăng hết thử bên máy cuối năm mọi người. Từ bên máy của năm ai cũng có cơ hội để được em tăng hết. Rồi Huyền Phan, Linh Trang, rồi cố gắng lên mọi người, ai cũng có cơ hội được chơi mini game và được trúng chuông hết nghe. Rồi cố gắng lên mọi người ơi, wow, video này thật là. Cái này. bỏ đây đan lên trên hết rồi. Cố gắng lên rồi, rồi bắt đầu ghi mình lên nha mọi người ơi, em bắt đầu ghi đi. Mọi người nhảy bình luận liên tục, cơ hội ai cũng được trúng hết nha. Rồi, rồi bình luận mà được còn 10 người thế này rất là dễ kiếm. Nói chung mọi người may mắn tỷ lệ may mắn rất là cao rồi, vì vậy mọi người phải nhảy bình luận liên tục đi. Em thấy ở đây tỷ lệ phú cá kiếm mình, phú cá nhảy bình luận rất là tốt đó này. Phú cá là chỉ ngắt quãng được một người để không ngắt quãng luôn, mà mọi người chỉ trinh lý với phú cá thế này. Rồi đó bình luận nhảy chỉ có thể chắc phú cá về trinh lý thế này. Chưa? Ủa đó Facebook chỉ có thể chắc bình luận của phú cá thôi. Mọi người cọp dán đi, mọi người cọp dán sẽ nhấn hơn đấy, cứ cọp dán liên tục nhấn hơn này, bởi vì tiền lên em thì thấy chắc đấy là chị thấy chắc phú cá thế này, rồi thấy thêm lấy thì khiển lý nữa này, mọi người phải nhảy liên tục lên nhảy vào này thì bây giờ chị xuất hiện chắc lấy thì khiển lý với phú cá thôi, hai người thôi này, có những tỷ lệ mà nhảy cái kiểu mà 10 tin nhắn 10 bình luận mà chỉ có được 2 người thôi, nhảy liên tục, đó, mà chị chỉ có xuất hiện chắc phú cá với thêm lấy thì khiển lý thôi. Rồi cố gắng lên, chỉ có mày em chỉ xuất hiện chắc lấy thì khiển lý với phú cá thôi, mọi người phải xuất hiện nhảy bình luận cao lên. Rồi 20 tin nhắn rồi 20 bình luận mình chỉ thấy lấy thì khiển lý với phú cá thôi mọi người ơi. Mọi người phải nhảy bình luận cao lên này, nhảy bình luận cao lên tỷ lệ mọi người trúng rất cao này. Đây mọi người thấy chưa, em không nói láo luôn. Mọi người thấy đây một quảng là chỉ có chắc chỉ là phú cá với lấy thì khiển lý thôi. Cái đó bên trong bên đi em, bên gì thì có thêm nó có thể bên nó thể cả ha vợ với Tony mà bên đi thấy Tony nó đi chỉ có thể chắc đấy thì cái lý của phú cá thôi hè. Bên đi có lính tráng được. Và bên đi chiến thể lính tráng xuất hiện là đến là tính của chị luôn. Trời ơi vi đắng hè. Wow, một quảng không thể phú cá chị. Rồi mọi người gắn chia sẻ bài ngay, chia sẻ bài cho em với này. Chị Minh quên đã vô chia sẻ bài để chấm đi game tặng áo ngay, chị Minh quên vô chia sẻ bài để chấm đi game tặng áo này. Bảo trấn này rồi toàn là khách. Em đấy có thể móc miếng, móc rô, móc trến bao nhiêu thể xuất hiện móc miếng đấy hè. À mày cả nít bùn đánh đấy. Cái đó đấy thì wow, thấy chưa? Mọi người nhìn hai cái khác nhau này. Bên Facebook này thì chỉ có thể chắc lấy thì khiển lý thôi. Bên Facebook em chỉ chắc lấy thì khiển lý thôi, mà bên Facebook này chỉ thấy chắc phú cá thôi. Ồ, thấy chưa? Không thấy được chắc lấy thì khiển lý với phú cá thì nó không kiếm được cái nguyên đấy. Hoạt sao vô lái. Yeah. Không thấy chị bên một bên là thể chắc phú cá bên để chắc đấy thì cái lý thôi không biết vì đang em chia sẻ của trang ra vật đống hào để quản trị gì vậy bên chị thiết ở thiết với mọi người luôn, bên em chỉ có thể lấy thì khẩn đi với phú cá thôi này này. Bên em chỉ có chắc lấy thì khiển lý về phú cá thôi mọi người nhìn này, em chụp cho mọi người xem được không? Mãi chị chắc lấy thì khiển lý về phú cá thôi. Đây, mọi người thấy chưa? Chỉ có lấy thì khiển lý về phú cá thôi là được. Mãi em chỉ có chắc thấy một lấy thì khiển lý về phú cá thôi. Chị thấy chắc một lấy em ra đi, em đang lên con này. Chị một lấy thì khiển lý về phú cá thôi. Em đang ra đây con này, không có ai hết, chỉ có chắc hai người lấy thì khiển lý về phú cá thôi. À, ảo cô chị Phương có thế. Chị bọn bóc nóng sao chị vốn sao để đóng là sướng ở đám ảo của chị Phương không vừa trên lại chị với ê đã đây có thứ này trên rồi tăng có lượng gì kêu lâu vậy rồi nữa hè, mà em chỉ có chắc thì lấy thì bút đây lấy chắc lấy thì cần lấy bút cá không có ai lai còn đấy chưa, chắc lấy thì cần lấy với bút cá thôi đấy chưa, một buổi dạy 50 bình luận cũng có ai ngoài lấy thì cần lấy với bút cá hết, chỉ có đúng hai người thôi đấy. Này, lá đây có này, vùng bên thấy. Mọi người nhớ bấm cú pháp. Có đứa á công phải chứ thắng tượng ra lên đấy. Mãi chín có ai ngoài. Đây, chắc lấy thì khiển lý với phú cá thôi này, coi này, có đồ. Thì quay video này. Tại biển Bình Luận chắc thấy bộ puka về đây thì cần lý là mọi người ơi con này. Biển Bình Luận luôn. God. Chú có vẻ thích livestream nhỉ? Rồi bắt đầu chuyển này có thể lấy thì Võ Thị Huyền đây này. Đấy, bắt đầu Võ Thị Huyền mới có 3 người, không thể giúp mình được. Chị Vương nó đi ráng được. Chị ra đấy, còn vừa chị ráng á. Chị ra đấy. Vừa chị hết ứng ra mà chịu. À. Mọi người bố có này, em đã ghi này. Thì em cảm nhận em trả em thì nó là em chưa mỏng báo thôi chị. Như cái gì anh chị? Mình quay lại lên mình đẹp hết. Mình đẹp bây giờ mình có cái nào đó. Có như là cái nó đẹp hết. Mình vậy mà. Rồi. Hình như chị đang livestream, chị đăng một cái hình lên Facebook cũng được rồi cô. Hết, đang trắng. Này. Rồi. Mọi người vô đi, mọi người thoát ra vô lại em vợ đi. Mọi người thoát ra vô lại em vợ này. Mọi người thoát ra vô lại cho em vợ mới quay video này, mọi người thấy chưa? Thoát ra vô lại cho em vợ rồi, mọi người em đang quay video này không thể bình luận của ai hết luôn. Không thể bình luận của chị Na hết luôn. Đây mọi người nhìn này, chỉ có pú cá về lên thì khiển lý thôi. Bên này hiền mà, cho mày chi đó. Nó thấy được đó. Rồi nhảy lên đã chia sẻ đi để em có bên máy đi còn kiếm rồi được rồi mọi người nhảy đi em kiếm máy bên đi cũng được, máy bên đây thì không thể pú cá với thêm lấy thì cần lý rồi có thể pú cá nhất thêm rồi nhảy đi mọi người nhảy bắt đầu kiếm ý mọi người nhảy đi khoảng 20 giây nữa em sẽ kiếm này nhảy liên tục lên cho em cơ hội cho mọi người 30 giây đi nhảy liên tục lên cho em bắt đầu kiếm này nhảy liên tục em thì ai đến thì em sẽ kiếm mọi người này đây kéo lên kéo xuống để kiếm mọi người ý nhảy lên này nhà lên thì cơ hội chị nào cũng được trúng hết khách là khách quán gì cũng trúng nhưng mà nhớ phải chia sẻ bài cho em với ngay đang chuẩn bị là bỏ mọi người kiểm tra người chia sẻ bài rồi kiểm tra ngay lát nữa em sẽ ghi mọi người này ghi này cơ hội chị nào cũng được trúng hết chỉ cần em ghi bình luận mọi người được này đây thấy chưa ghi ngay thấy chưa để em kiểm tra xem có vài vị khách là để kiểm tra xem được bao nhiêu lượt chia sẻ bài có chính xác không này. Lát nữa áo da 400k em sẽ bán cho mọi người 250.000 cho chị nào đã chia sẻ bài nhiệt tình cho em vậy này. Bên này có 11 lượt chia sẻ, bên này có 229 lượt chia sẻ. Rồi bắt đầu ngay hello chị Nhai xinh tươi. Rồi quên ghim sai. Rồi đếm ngược mọi người này. Đếm ngược ngay chỉ cần 22 người em cũng chơi với mọi người luôn. 22 người em cũng chơi tốt với mọi người luôn mất. Một cái siêu phẩm mà tăng được view này mấy chị thấy chưa? Nhưng mà đã hẹn đã tăng là sẽ tăng cho mọi người luôn không cần. Đây thấy chưa? Chia sẻ bài cho em đi. Rồi chị Dấu Ngọc có muôn rồi. Chia sẻ bài 10 lần với chị Dấu Ngọc ơi, em sẽ đợi chị này. Đợi cho chị khoảng thời gian để chị chia sẻ bài cho em chị đó 10 lần để bắt đầu ghi đã chia sẻ kèm số điện thoại đi. Đã chia sẻ kèm số điện thoại đi. Đã chia sẻ kèm số điện thoại để em bắt đầu ghi mọi người. Đã chia sẻ kèm số điện thoại này. Đã chia sẻ các em số điện thoại ngay để em có này đã mất 38 phút rồi đáng rồi chơi chứ 38 phút rồi quá rồi mà mình mọi người thấy chứ mình tăng view rất là chậm luôn đây có như một buổi sáng để chỉ cần lấy là tương tác thôi hết chỉ cần một buổi sáng lấy là tương tác thôi này thì là thể chỉ giống ốc xuất hiện luôn đó rồi để em coi ở đây Facebook này có ai nào rồi bắt đầu em ghim mẹ chị ơi ghim này nhảy liên tục lên cho em nhảy liên tục lên cho em này bắt đầu ghim nhảy liên tục lên cho em bắt đầu ghim này bắt đầu ghim nhảy liên tục lên cho em bắt đầu ghim nghe nhảy liên tục lên cho em bắt đầu ghim này đây mẹ chị thấy chưa nhảy liên tục lên bắt đầu ghim nghe bắt đầu này rồi đếm này đây bắt đầu này 10 này 10 này 9 này 8 này 7 này 6 này 5 này 4 này 3 này 2 này rồi 2 rồi mọi người ơi 2 rồi em không nhìn ngay tay em vuốt này em không nhìn ngay Đây, thấy chưa? Không nhìn nha, chỉ ghi bình luận để trắng mà ngắt quạt đi hả rồi. Để ăn ngủ đi trời. Nóng được cái trắng hàng. Rồi, em bắt đầu ghim mọi người, em không biết ai này, em bắt đầu ghim này. Rồi, Tony mọi người, em ghim chúng là chị Tony này. Rồi, để em kiểm tra xem Tony khách một vị khách nào xem lại chia sẻ ba cái này. Một vị khách nào. Một ta thì uống trụng bữa. Để coi kiểm tra vì Tony ở Việt Linh là mẹ của Tony. Mẹ của Tony rồi, ô mẹ của Tony này quen quá. Rồi mẹ Tony kiểm tra 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, rồi 5 lần, 6 lần, thưa nó nghe 7 lần. À, thì mẹ Tony chụp ảnh gửi qua tin nhắn xem là chia sẻ đến 5 nhóm chứ hí. Mẹ Tony kiểm tra gửi xem là chia sẻ đến 5 nhóm chứ này. Rồi mẹ Tony gửi ảnh quá nghe, thì đã chia sẻ đến trang cá nhân rồi đó. Thì đã chia sẻ đến trang cá nhân rồi tăng cho mẹ Tony này. Có số điện thoại là 0976 này, 010013 này, rồi ghi mẹ Tony này. Rồi lấy cho mọi người con này luôn này. Lấy cho mọi người một con em hàng hiệu này, bắt đầu lái mọi người, bắt đầu lái này, bắt đầu lái luôn. Lấy cho mọi người một con lên hàng hiệu mọi người để cô của cô Bella này size M. Cô Bella hàng thương hiệu size L này. M này. Cô Bella này, con này này size M. Hôm bữa em lái cho mọi người trên nhau của cùng em cũng bị một quả bom vì về em sẽ bảo mọi người em đi 250.000. Cho chị nào đã chia sẻ 3.000 lưu ý cho em cũng phải. Em bảo nào sao 250, 400.000 mà bây giờ con 250.000, em cũng phải yêu cầu mọi người đã chia sẻ ba cho em. Có nghĩa là nắm lên cái nhỏ mà nắm lên cái trang cá nhân này, lưu ý cho em này. Bây giờ em bắt đầu bán mình chị ơi, bắt đầu bán hết. Đấy thì Khánh Lý nói bữa khác không ta chơi nó béo về. Đấy thì Khánh Lý nói rồi đây. Trời ơi máy bán thôi, người Tony có nghĩa lên đầu tiên thì nó xuất hiện nó ơi. Lên đầu tiên xuất hiện nó ngay mà bây giờ này thì sáu chút chí giá chút chí đâu. Rồi bây giờ em bắt đầu bán ngay, bắt đầu bán với chị ơi. Áo này ạ, giá là 400k này, hàng hiệu ạ, Coco Bella này. Bây giờ sẽ bán cho chị nào xe phải cao hí, cả này phải cao 1m58 đồ lên nha em. Phải cao 1m58 đồ lên nha em, mang size SM cho em rồi này. Coco Bella chuyện như là SM nhưng mà size SM là mà ok là mau này hiểm lắm, mà cũng mắc rất sáng chỉnh rồi thấy chưa? Admer mang vừa này, Admer mang vừa này, quá đẹp mấy chị ơi. Admer mang vừa thì Coco Bella sale cho mấy chị 250.000 này. Chốt nhanh nha em mã số này 250. 250.000 chốt em mã 250, hàng hiệu của Coco Bella này 400k. 400k bây giờ bạn cho mọi người 250.000, có áo có mũ nha chị Huyền Pháo này, áo có mũ rất nhiều hí. Đẹp chưa? Đang sáng chỉnh cho rồi luôn. Chốt em mã nghe. 250 sale cho mấy chị luôn, sale nhiệt tình nhưng phải chia sẻ 3 năm lên đến nhỏ và 5 lên đến trang cá nhân, con không phải trả bạn trả 400k bình thường hết. Rồi lên tiếp này. Mới giờ rồi giờ là lỡ chị chơi đó. Rồi ai đang xem chậm lên cho em mua chậm với mọi người, ai đang xem thì chậm lên cho em mua chậm với nghe. Hôm nay em sẽ cho mọi người áo da có giá từ 250.000 đến 350.000 một cái nghe. 250.000 đến 350.000 một cái này. 250.000 đến 350.000 một cái nghe. Wow màu này đẹp quá. Màu này hiếm mà cực kỳ sáng này, đây màu đỏ đô ạ. Màu đỏ đô cực kỳ hiếm và sáng mấy chị ơi, chốt nhấn cho em này. Quá đẹp luôn, đẹp đẳng cấp luôn. Admer mang vừa, Admer mang vừa, Admer mang vừa dạng đẹp đẳng cấp lót da này, da mặc mọi người mặc một cả đơn bao giờ đây, để ra dịp mệt nữa ngay, mặc cả đơn bao giờ lo sớ su hết. Đây, Admer mang vừa đẳng cấp, em đây 300k, bình thường là phải 500k này, bây giờ bạn này muốn cái 300k này chụp nhé. Để em đáng lái cho mọi người đó, đều là giá hàng mới khi mới đều tiền triệu hết này, lưu ý này, hàng da mấy in có ria này khi mới đều tiền triệu hết này. Lên mau chứ à? Màu nú hả? Ok luôn, đẹp quá. Chốt em mạ này, mạ đỏ đô 300, đỏ đô 300k. Đỏ nhiều lắm, mấy chị cứ bình tĩnh nghe, đỏ đô này, đến nhà em mạ đỏ đô 300k, cái đẹp, chị để cái này mang đi. Chốt em mạ đỏ đô 300k này. mấy cái này mọi người mắc cả đơn bây giờ lo sơ su cho em với nghe, yên tâm, da của em đều da trên triệu hết bạn cho mọi người hết. Con da trong kiền cuối ra thì bạn cho mọi người 50 đến 80 đến 120 ngàn cái thôi. Rồi lấy cho mọi người một con siêu phẩm màu đỏ luôn này. Lấy mà em siêu phẩm màu đỏ đây, mấy con này mọi người phải mua mấy triệu một con ạ. Rồi lông thỏ có này, mấy chị nhìn da của nhà em này. Đây, rất là đẹp luôn, da ép hí, da ép ạ. Quả đẹp, free size mọi người, ép mơ lơi gì vui hết này. Form free size ạ, lưu ý cho em nghe, form free size ép mơ lơi đều vừa. Tay nó rất là nhỏ, rất là ốm tay này. Đây, 300k, 300k chỗ cho em ạ, con này này, quả đẹp luôn, siêu phẩm free size 300k cho em với. Quả đẹp thì mà cái đẹp thế. 300k, form free size cho em, 300k này ơi. Có chờ gì biết nhân Huyên ơi, mẹ già lông thọ đấy hết, mẹ già lông thọ đấy ạ, có ngày 4-5 kg có đấy ạ. Thấy chưa, khi chơi game thì có ai coi, mà bây giờ em livestream thì mọi người là tăng view lên cho em được 37 người coi rồi này. Thật là mọi người thì của em có nhiều công ty chơi mi game 40 kg mắc vừa không chỉ là 40 kg, còn mấy áo khác vừa hơn. Con cái này nếu ai cao á, free size này 40 cân mà cao mày 58 đô lên mắc phong free size được, đẹp lắm. Đây bình thường mấy con em và bạn mình chỉ là 500k hết này. Giá nhà em mình chỉ nhìn yên tâm, hàng xí người ta đã bán quá rồi mà nó vẫn còn mới có mà không xấu xu như thế này là mọi người cứ yên tâm, mắc vai 5-6 cũng rất là ok ạ. Free size 300k này, chốt em mã 33 cho em, 33 mọi người hít siêu phẩm 33 này em sẽ like nhấn ngay. 300k mã 33 này. Rồi 300k mà 33 này, rồi lên mà em da lông thỏ này đây. Chị nào ứng lông thỏ mau núi thì chốt này, lông thỏ như thế này mềm chị mua cũng đều tiền triệu hết. Lông thỏ này đang hot lắm, lông thỏ đang hot nhất năm nay luôn mà chị. Áo da lông thỏ đang hot nhất năm nay, u mau nú đẹp quá. Mau xinh nú, mau này là mau xinh nú ý. Được chị ơi, đây. Quả đẹp, ẹt mơ máu vừa, trời ơi, chị đã chốt đi phút cá để luôn, con này mắc đấy. Tái kiểu tái lợi ý. Ẹt mơ máu vừa này, đây, lóng thỏ siêu phẩm luôn, chốt nhân em con này này. Đây, bình thường bao giờ mọi người mua con này phải giải rẻ nhất là phải 350 ngàn một con ý. Hàng xí á, rẻ nhất phải 350 ngàn một con hàng mới mọi người chỉ mua tiền triệu thôi. Đây, quả đẹp, bản hôm nay chơi sóc thì mày chỉ luôn 300 ngàn, chốt em mà lóng thỏ, ẹt mơ máu vừa này. Mau đi đẹp ý. 300 ngàn chỗ đấy mà lóng thỏ hí, lóng thỏ phú cá lấy con này mang phú cá ơi, lóng thỏ đang hot nhất luôn á. Đây có nắp túi đây mọi người hí. Chỗ đấy mà lóng thỏ nghe, lóng thỏ 300, lóng thỏ 300 này, lóng thỏ 300 cho em với, lóng thỏ mọi người hí. Lóng thỏ 300 nghe. Rồi một em siêu phẩm rêu này, wow, chất liệu rêu này đẳng cấp luôn, mẹ chị thấy chưa? Đây đi. Trời ơi, rêu free size, chị nào cao to mặc cái áo này có đẹp luôn, free size cho em với. Chị ơi, ẹt mơ mang vừa chị, ẹt mơ mang vừa chị nào hãy mang, mọi người mang size thì mọi người biết đúng không? Mọi người mang size ẹt hoặc size mơ là mọi người biết em ước lượng á, ẹt mơ cho mọi người là chuẩn rồi đó. Ẹt mơ cho mọi người mang là ok rồi này. Đây, màu rêu ạ, size này size mơ và lơ mang vừa cho chị nào cao ý. Cho chị nào cao cho em với, size mơ và lơ mang vừa này. Mơ và lơ máng vừa thì mơ của em là khoảng tầm 50 kg đi, 50 kg đến 60 kg là ok này. 50 kg đến 60 kg là ok, con này đẹp lắm, chị nào lấy được con này. Xịn so mà cực kỳ nặng tay, đẹp tuyệt vời luôn. 300k mà rêu này, 300k mà rêu. Trời sáng đi mang chai không nổi luôn à, ok. 300k chốt em mà rêu hí, 300k chốt em mà rêu này, để trong phòng màu vàng đẹp này. Chốt em mà rêu mọi người, 300k mà rêu này, chia sẻ bài mình lên cho em mọi người ơi. Free size 50-60 kg là mang vừa cho chị nào cao cao hí. Cao này, 50-60 kg là mang vừa, chốt em mà rêu này, rêu này. Mà rêu nghe. Mà rêu mọi người, mà rêu này. Rồi không phóng ra chơi cho bị chị không phóng ra luôn, hôm nay nhiệt tin hết cỡ nhiệt tin luôn. Toàn áo đẹp mọi người, chấm tương tác với nhà em với ngay, chấm tương tác với nhà em với này. Lóng thỏ diều thoa này, lóng thỏ mau xinh đu đúng không? Hàng cuối năm rồi, vì vậy chị nào mua hàng bên em thì yêu cầu phải chuyển khoản hoặc là cọc cạc ý. Khi nào mua hàng bên em thì yêu cầu phải chuyển khoản hoặc cọc cạc này, chuyển khoản hoặc cọc cạc cho em với. Đẹp chưa? Màu xanh dạng dài ngay à, màu hồng dạng dài mấy chị này, màu hồng dạng dài. Sáng đây là free size SML gì vô hết này. Free size là SML gì vô hết bạn này mấy chị. Giá sốc không thể tưởng tượng được luôn là chốt này. 200.000 giá sốc không bao giờ tưởng tượng được cái áo dạng như thế này giá 200. Chốt em mà 200 ạ. Để có đấy. Không, chị Diều Thoa là chị Diều Thoa để đóng thò lên số điện thoại nghe, Diều Thoa chị đọc cái đó này cái đấy ra thế. Cái đọt đồ là sáng rồi mong lấy chứ. Chị Diều Thoa để đóng thò lên số điện thoại cho em vậy này. Con không để khách ở nhà ngoài chốt này. Em này là free size cho em bạn này mình chỉ giá sốc 200.000 thôi, dạng này chỉ nào cao to. Chốt cho em mấy cái dạng này là quá đẹp luôn. Free size mình chi, free size này. Chốt em mà hông 200 này, báo đẹp da ép hết nghe, hông 200. Ôi chị ơi đợi em chị nghe, em nói chúng nó bỏ ở trong động đây nó lặp và em phải lái đến để là mới tìm được con của chị Nhất Thính này. Mã hông 200 ấy, mã hông 200 này. Rồi đấy, như vậy chị một con siêu phẩm màu đỏ luôn này. Để chị đã lấy cái đóng phòng là được. Ngại sụi ngoài không? Rồi em siêu phẩm màu đỏ dạng ngắn cho chị đã thích form ngắn ngắn như thế này này, đẹp chưa? Em đây mấy chị ơi, ui già đẹp hết. Nhìn cái kiểu già này. Đây. Đẹp mét kế nga tí giờ giá nhé là mấy chị cứ yên tâm, cũng đẹp đăng mấy chị luôn. Ha mà không đẹp là em kỷ niệm mấy chị luôn ấy. Quá đẹp luôn em đây ạ. À. Em đây cho chị nào khoảng cỡ 45. Để nó mãi chứ ạ. Rồi chị Diêu Thoa lấy cái hông 35 được phải không? Hông 35 200.000 chỗ chị Diêu Thoa ấy. Hông 200.000 chỗ cho chị Diêu Thoa về. Diêu Thoa hàng cuối năm mấy chị khách là yêu cầu phải chuyển khoản hoặc câu cạc em mới đi lớn nghe. Chị Diêu Thoa chỉ có lấy cái lóng cho điện thoại thôi, có không? Được mặt 35. Khách là vui lòng lấy số điện thoại và địa chỉ cho em mới này. Rồi làm khách là cuối năm là phải mọi người phải chuyển khoản em mới đi lớn ý. Rồi chiều em cũng đang lái đỏ đấy chị ơi, đỏ trên sao cũng giống đỏ em đang lái thôi. Đẹp quá. Em đây khoảng cỡ 45 kg đến 55 kg là vừa hí. 45 đến 55 kg là vừa. Quá đẹp, da này xinh khủng này tương được luôn, không đẹp thì nên mấy chị áo da em đang lái hết tất cả mọi thứ đấy luôn ý. 300.000 mà 99 này da đẹp lắm. 300.000 mà 99 nhà em vậy hí. 300.000 mà 99 chị lấy cái đỏ đố nó đi, vừa da vừa đẹp mà vừa sáng nữa chứ. Mà 99 này. Mà 99 mong ấy, mà 99 em vậy đấy. Có phải nông bố, phó mấy con, phó xuống hình chi nào hết. Nào Hàn Quốc thì phải lựa đôi chứ. Qua một em xíu của dị thương nó mấy chị nhìn này. Em này ạ, em này hàng mới khui ở kiền đá luôn, chưa em chưa ủi, chưa làm chiết mấy chị nhìn hàng già của nhà em đi. Thấy chưa, có nên mặc luôn không? Đây, lấy mau đi, Puka ơi lấy mau đi. À, Diêu Thoa để đóng thọ rồi chị, đóng thọ là họ lấy cho chị. Họ lấy đóng thọ, dạ. Rồi ok. Rồi em đây mấy chị ơi, đẹp quá. Cái này ngay chốt là chắc chắn là lấy sẽ để con tụi mình chị nhìn nhà này. Puka lấy con này đi, đẳng cấp lở đấy mấy chị, đẳng cấp lở đấy này. Con này bao nhiêu bình thường là bạn đến năm ngoái là 700.000 con này hết á. Bình thường năm ngoái là bạn những cái da như thế này là 700.000 hết này. Đây, đẹp đẳng cấp luôn. Để em coi bao nhiêu kg mang vừa này. Em đây khoảng tầm khoảng nhỏ như em thì cũng được mấy chị, vì áo đấy là phóng cái Hàn Quốc free size được này. Em mở đơn cho mấy chị khoảng 48 đến 55 kg được. 48 đến 55 kg đi. 48 đến 55 kg này em con đây mấy chị ơi, 48 đến 55 kg đẳng cấp ở đấy này. Quá đẹp. 300.000 chốt em mà 29. 300.000 chốt em mà 29. Đẹp chưa? 300.000 mà 29 bao to rồi trắng lại bao nhỏ đi. Ừ, nhỏ đi. 300.000 chốt em mà 29. Ok chị, ok. À, ở Diêu Thoa, ở Quảng Trị nghe, Diêu Thoa, mình ở Quảng Trị. Đây, đẹp chưa? Mã 29 nghe, Puka lấy con này bán này. Mã 29 cho em. Mã 29 nghe, quả đẹp cả đến cả chốt rồi. 29 là hồi tiệc luôn. Mã 29. Đấy chị. Rồi một em siêu phẩm dạng dài này. Chị Huyến Vũ ơi, con là mã 29 ngày rồi, chốt em con này không đẹp. Chị đi mấy chị luôn. 350.000 cho chị nào size từ khoảng cỡ 45. Nhỏ như em là 45 kg cũng được này. Size SM là được khi 45 đến 55 kg là em này. Chị Huyến Vũ đẩy cái này thì lên 29 ngày. 350.000 này, cái này tay lưỡi đẹp chưa? Màu đỏ, cái màu đỏ em là bạn. Màu đỏ em là bạn nhà mình chỉ là 500 nữa này. Có một cái màu đỏ tương tự như thế này chị nào đã mua với giá 500 nữa này. Đây. Bây giờ ngay Em đây ạ, quá đẹp luôn. 45 đến 55 kg là mang vừa, 57 kg chắc cũng ok vì có lưng thúng ở phía sau 19 ấy, đẹp quá. 350.000 mã rêu này, 350.000 mã rêu cho em với, 350.000 mã rêu này. 350.000 chốt em mã rêu nghe. Cả đi Võ Huyên giảng dai, cả đi chị Huyên mắng đúng không? Giảng dai mà. À vì nó đang tìm áo á, cô cá đang tìm áo. Đây, đẹp chưa? 350.000 mã rêu này, nhắn hiểu ý chứ của chị thì chọn. Đưa máy ra đây. 350.000 mã rêu ý, quá đẹp luôn. 350.000 mã rêu này. Chị Huyến Vũ chảo này, chị Huyến Vũ có lấy không? Cách chảo này cho chị đi là hay chị. Đây hàng mới cuối mình chi hết. Đây lấy nhà mình chi một con bomber này. Bomber này đây, bình thường mấy bọn con này là bình thường là bán 400 cá hết ngay, thấy chưa? Bomber này, 400 cá này. Cái 29 em để lại máng đấy ngay, cái 29 em để lại máng rồi mọi người nhảy số lâu cái em cái là máng lại rồi không bán nữa ngay. Em đây ạ, quả đẹp này chị, ẹt mơ máng vua này. Em đây ạ. Bomber dễ thương chưa? Bomber bạn muốn cho mình chi bomber này với giá này, quả đẹp. 300k luôn, bomber 300k chốt em mà này. Bomber 300k hít cho chị nào này, chị Hồ Thị Thùy với chị Đại chia sẻ với thêm nhảy chuyển hoài này chị ơi. Em nói cho chị là 45 đến 50 53 kg đi. 45 đến 50 45 đến 53 kg này, đẹp chưa? Bomber hít. Đây bomber chốt đến mã thể thao hít, thể thao 300 này. Chốt mã thể thao 300 ngay, chốt mã thể thao 300 giá em mới này. Rồi thiếu này, hàng thiếu mà chị nhìn hàng chưa? Nhìn bên trong này, lớp rất đẹp luôn. Đây, lớp bên trong cực kỳ đẹp luôn hết. Ui, cái này dạng cái đẹp chưa? Kiểu trẻ trung này, đây, hàng thiếu kiểu trẻ trung mà chị ơi. Kiểu trẻ trung hàng mới cuối chưa nổi luôn này. À chị ơi, kiếm cho chị cái bình luận mới đi em. Lấy Facebook. Màu cao 1m62 nặng 45kg mắc xe ẹt hết. Màu cao 1m62, em ghi mắc xe ẹt luôn. Màu cá này 62 nặng 45kg mắc xe ẹt rồi mày chị nhìn này, chị nào mắc xe ẹt được như em này. Vì em cao nên em mắc xe ẹt, mày chị nào mắc xe ẹt thì nó này. Đây em này quả đẳng cấp. Ra đây mày chị mắc cả đời mới lo sớ su vì hàng em mới cuối được kiền ra chưa ủi luôn mày chị ngay. Chưa ủi luôn. Đây, tím thiếu, tím đủ các kiểu luôn. À lấy con này đẳng cấp luôn này. Cám kết mày chị muốn ở thị trường hàng xí bao giờ có giá 400 dưới 400.000 đâu, cám kết mày chị không bao giờ những con này ai bán mày chị dưới 400.000 hết đó. Nhưng em sẽ bán cho mày chị con này về giá này. Chốt nhé em 300.000 mã theo 45 SM mang vừa 45 đến 55 kg mang vừa này, mã theo hít, mã theo cho em với, mã theo. Đây quả đẹp mã theo ạ. Màu xanh đen này mã theo cho em với này, màu xanh đen mã theo ạ. Rồi mẹ chị có vẻ hợp với áo da lóng thỏ hay. Lóng thỏ em nhiều lắm chị ơi, áo da lóng thỏ em rất nhiều luôn. Chốt em mã theo hít, mã theo da đẹp lắm, mã theo ạ. Đây núi cho mẹ chị có người áo thỏ màu vàng đặt cấp lên núi đi. Mạc thiếu cho em với. Rồi lấy một con da lóng thỏ này đây. Những cái da này đang hot luôn. Chị ơi không có áo nám ấy, không có áo nám đâu chị ơi, thế thôi. Chị như thế này có áo nám thôi. Đây đẹp chưa? Cả cái size L luôn mà chị ạ. L cho chị là khoảng cỡ 55 đến 60 kg á. 55 đến 60 kg cho em chốt con da lóng thỏ màu vàng size L này cho em này, quả đẹp. 300.000 chốt em mã vàng. 300.000 chốt em mã vàng ý, da lóng thỏ màu vàng ạ, 300.000 mã vàng cho em với. Nói chung là size L mã quả đẹp luôn, rất sáng chừng 55 đến 60 kg mã vừa này, 300k mã vàng ý, 300k mã vàng cho em với này. 300k mã vàng. Wow, có lên dạng gì sao? Đúng rồi. Rồi em đây ạ, em đây mẹ chị ơi có đồn đố bên trong á, chị nào thích về thảo đồn đố ra cho nó đỡ này, cái này đẹp quá. Chị nào lại thấy chưa? Hàng hiệu ngay, hàng hiệu và con mạc luôn này. Hàng hiệu và con mạc ngay. Đắt. Đây, mua mới đưa tiền triều cho em vợ này, hàng con Nguyễn Mạc luôn, mẹ chị nhìn rất nhiều da này. Em đây cho chị nào khoảng cỡ dạng đẹp ấy, dạng thích ai áo thích éo là chốt này. Chị nào chuyển em mơ cho em với, chuyển em mơ cho em với dạng éo này. khoảng cỡ đồ khoảng 50 đến 55 kg đẹp hết, 50 55 kg đẹp. Chị ơi, ẹt không có chị ơi, nếu chị muốn áo dáng họ sẽ ẹt hiểm lắm. Áo da vàng là đẹp nhưng mà đây đã nói chung là mình chỉ muốn mua áo da mà Hàn Quốc đa số phong cách free size hết. Áo da Hàn Quốc cái đa số phong cách free size với form xuống hết hết. Đây 50 55 kg cho em. Size em mơ có đồn vai mình chỉ thảo đồn vai là đi hàng đấy, hàng con mới con mặc luôn hết. Hàng mới con mặc luôn, da đẹp. Cái này da kính khủng đẹp tuyệt vời chưa? Bán thì mấy chị em đây với giá 250.000 thôi. Chốt em mã mới này, hàng con mạc hết. Mã mới hàng con mạc này. Mã mới mọi người hàng con mạc, cái này mọi người đừng gai để thả như thế sáng chỉnh hơn này. Đây. Nói chung đẳng cấp là mọi người nhìn hàng chất liệu da này, đây. Chất liệu da và hàng cúc này, quá đẹp luôn. Chốt em mã mới bán mấy chị 250.000. Đó, đó không đó mạc rồi. Màu đen. Rồi mở cho chị Julie Lý này, mở cho chị Julie Lý 250.000 này. Chị Julie Lý vừa mới vô ạ. Rồi rêu luôn mấy chị ơi, vô lên rêu cho mấy chị luôn. Wow, em đây hàng hiệu của giá giá sao đi chơi. Rồi mấy chị nhìn này, đây. Hàng của em đều là hàng đẳng cấp cho mấy chị hết. Hàng đây là hàng nguyên mạc đẳng cấp cho này. Đây thấy chưa? Không phải đỏ bao giờ cái đục như hình yến lên á. Ui, quá đẹp luôn. Chị nào mới hỏi hay chị nào mới em 45 kg này, em 45 kg mang sẽ ẹt hết, em 45 kg mang sẽ ẹt cái này, ẹt mơ mang vừa này. Nói chung trên móc vừa dưới là cùng với nhau chị ơi, em chỉ có sàn trên móc trước rồi lá trên ở đấy trước là mình lá trên sau thôi. Còn hàng ở trên sau với hàng ở đấy là giống nhau này. Chị nào sẽ ẹt mới rồi, chị nào sẽ ẹt lấy cái này này. Ẹt ạ, sẽ ẹt hết, chị nào ốm hơn mọi người thấy rơi nút vô được, áo da dễ lắm, mọi người thấy rơi cái cúc bọng vô đây được này, đây. Em này sẽ ẹt mang vừa với tay nó nhỏ mà chị hít tông khoảng có 45 kg cho em. Em mang sẽ ẹt này vì em là 45 kg, em cao 1m62 chị nào. Nói chung em cao 1m62 là 45 kg nó bằng chị nào khoảng cỡ cao 1m55 mà nặng 40 kg đó đó. Vì vậy mà chị cứ ước luôn giải vậy ngay. Vì em cao nên mà em 45 kg em mà sẽ ẹt thôi. Vì về mọi người ước luôn kilo ước luôn size cho em rồi chứ mấy chị mà ước luôn kg mấy chị rất là dễ mua hàng bị rồng đó chết này. Em đây ạ, cho chị nó sẽ ẹt thế này. 45 đến 52 kg thôi hí, 45 đến 52 kg. Ai để con này quá đẹp, 350.000. Chia sẻ bài giảm ngay 50.000 cho mọi người luôn, 300.000. Chốt em mã rêu này, rêu 300. Ôi cái sến mua tứ ơi. Cái sến mua trên móc mà. Rêu hí, rêu 300 quá đẹp luôn, chốt cái rêu nó mang này. Rêu 300. Chị nào thái nhỏ hiểm lắm, vì vậy chị nào sẽ là chốt nhấn này. Size nhỏ cực kỳ hiếm, vì vậy chị nó sẽ là chốt nhấn nhá em với hình mà rêu quá đẹp. Quá sáng mà chị ơi, mà rêu hí, mà rêu này, 300. Nhớ ngay chị đọc rõ kg, đọc rõ giá tiền nha đó. Cảm ơn chị Hóa Nguyệt nghe. Em này sáng hết giờ chưa? Em này chưa ui luôn hàng chuyển xe ẹt luôn mấy chị ơi, chuyển xe ẹt này, chuyển xe ẹt. 40 đến 50 kg thôi, em này cho chị là 40 50 kg thế này, quá đẹp. Sáng dáng da quả gối nữa, quá sáng chảnh hí. 40 50 kg cho em vào này. Ui da này mấy chị biết sao không? Da chất liệu da này mấy chị mang cả đời ngoài ló sớ su này. 300.000. Chốt em mã hồng ạ, 300.000 mã hồng tại đi dạng đẹp hí. Trời ơi, chốt nhấn nhỏ em con ấy sáng chỉnh bố tôi luôn. Cổ lóng mọi người thích thảo ra được này. Mà không mà chị, mà không vậy em vậy này. Cái tính trực cái đấy mất hay. Cái tính ông trực cái đấy tới. Màu xịn mô à cái màu rồi màu xám mà xịn đâu hết màu xám cái nó màu xám ngay màu xám này chị Huyền Vũ ơi chị ở gần thì chị lại thử cái màng 29 vai vương không ngay chị Huyền Vũ ơi chị ứng cái màng 29 là chị tới gần chị ở gần chị lại gãy là coi vương không chị Huyền Vũ hết mất công tôi có cái siêu phẩm rồi em đây sẽ ẹt này. Đẹp chưa? sẽ mang vừa hí sẽ mang vừa mấy cái da lóng này mình chỉ mang bao nhiêu ló sớ su đâu. Dạ sẽ mang vừa này, đây kiểu đẹp chưa? Không phải màu xính đâu, màu xám ngay, màu xám sẽ mang vừa bạn này mình chỉ này 300.000. Sẽ ngay chuyển ad luôn nha em, chuyển ad này, chuyển ad Rico nó ghi chuyển ad luôn. Đây, quả đẹp mấy chị hí. 300.000 này, chỗ em mà 300. 300.000 chỗ em mà 300 chuyển ad ạ. Chuyện ad hí 300.000 chỗ em mà 300 này, 300.000 mà 300 chuyển ad. Đây, đẹp chưa? Chuyển ad 300.000 mà 300. Rồi lấy cho mẹ chị một em màu hồng ạ. Cái này ad mơ mang vừa này, ad mơ mang vừa cho chị nào khoảng cỡ 45 đến 53 kg ạ. 45 đến 53 kg này hồng dễ thương chưa? 45 53 kg bạn nhà mình chỉ 250.000 thôi. 250.000 chốt mã 26 ạ. 250.000 chốt em mã 26 này. Đây, đang đen vô đây thì mau hẳn chính thức quá. Em chỉ đen là cho chị mau hẳn đấy đâu. Chị đen màu sáng ạ. Để đen màu vàng ạ. 250.000 mã hồng ý, 250.000 mã hồng này, đây chị có. Em có điện thoại luôn. 250.000 mã hồng mà chị. Hàng đẹp chị có người chụp mà hàng đỏ đen rồi. Rồi mẹ chị. Đang xem cái chậm cho em mua chậm với ngay đang xem chậm này em mua chậm này em bạn ạ. Không bảo cho mày chị một tí như thế này là ảo ra em chị bạn cho mày chị giảm quý nhất hôm đấy vì có giả chiếu rẻ như vậy ngay. Lưu ý cho em này, em chị bạn cho mày chị cuối tuần và cuối năm em chỉ muốn lấy tương tác thôi, vì vậy em chị bạn cho mày chị giả như vậy mọi người lưu ý này. Còn là những ngày thường mày chị khách đến nha ngay cũng không được mua giả xéo đâu, vì vậy mọi người tới lừa phải mua được giả bình thường. Chứ lưu ý ngay, giả xéo chị áp dụng cho trên live, giả xéo chỉ áp dụng đến live vậy lấy ra tương tác thôi, vì vậy không áp dụng cho những ngày sau và chỉ duy nhất hôm đấy thôi mẹ chị nghe. Lưu ý cho em rồi này, để có đen được được không? Chứ chơi lại em để đen nữa em được có nọ chứ có để đoan tắt yên nấu rồi mà yếu yếu thế này chứ có để đoan tắt yên nữa. Tắt yên đó, tắt tiếp đi. Thì thật rồi. Được. Rồi lái mấy chị ơi, lái nghe, quả đẹp luôn, cảnh này quả đẹp với quả rẻ em bạn cho mấy chị giả là hết yêu thương mấy chị luôn. 45 đến 53 kg này mà hồng, Rồi con mở hết mấy chị gửi yên tâm hàng em con mở hết. Đấy là da siêu phẩm chứ không phải da lóng. Đây, da đấy là da siêu phẩm chứ không phải là da lóng da su như thế này để em bạn cho mấy chị này. Đây, da lóng da su như thế này em sẽ bạn cho mấy chị 70.000 không, 50.000 không, 120.000 là hết cỡ. Con da mà giá từ giá 200.000 trở lên là giá ép siêu phẩm rồi hết. Lưu ý cho em này, lưu ý cho em với mọi người, lưu ý cho em với ngay. Giá đây là giá siêu phẩm chứ không phải giá thường, vì vậy mình chỉ đừng có bán khoán chi về cái hàng có một cái không hoặc là có đẹp hay không gì hết đó. Rồi lấy một con siêu của siêu dễ thương luôn. Wow, có chị nào to không? Có chị nào phải 65 kg không này? Có chị nào 65 kg không? Đây 65 kg cho em không này, chị nào 65 kg lấy con nó đi hàng này. Chết da đấy mày chịu yên tâm, mày chỉ mắc bao nhiêu đó sơ su đâu. Đây 65 kg cho em hí, bảo cho mày chi 250.000 con này thôi này, chốt em mạ đỏ hí, đỏ 250.000 mạ đỏ này. Không có chị diều thoa thì. Chị phải mang cái đôi kia nó 250.000 đó. Rồi, thấy chưa mấy chị rất là nhiều người thích hàng nhưng mà đen nó rất là ít này, đen cực kỳ ít luôn, bạn này mấy chị đen đây này. Đến đây ý, ai lấy cái mét cúc rồi, vì bỏ giặt rồi nên mét cúc rồi. Em đây ạ, à, cho chị nào em mơ ạ, à. Em mơ cho chị nào khoảng cỡ 50 kg cho em, 50-55 kg đẹp này. 50-55 kg mà áo da đấy là vừa ý, 50-55 kg là mang vừa này, đẹp chưa? 50-55 kg mang vừa áo da đen này, bạn như vậy chỉ 250.000 luôn, chốt mà 250 mà 250 này. Rồi màu xinh mấy chị ơi, màu xinh hí cả đây là cho chị nào khoảng cỡ 50 đến 60 kg vừa này, 50 đến 60 kg là vừa hí, 50 đến 60 kg là vừa này. Đây, thắt đấy là cho em với, mấy chị có thể thắt một bên hoặc là thắt ở 6 tùy mong người hí. Đây, 50 đến 60 kg là mang vừa, mang bột cho em mới này, đây quá đẹp, có nó sáng quá. Bảo nhà mấy chị này, quá đẹp luôn, 300.000 chỗ em mã 24, 300.000 chỗ em mã 24, cái giá nhà em đều là giá ép hết đi mấy người cứ yên tâm. Cả nào da lóng thỏ em sẽ bảo riêng thôi, còn da đều là da ép hết hít. Ok, ok, mọi người cứ yên tâm, da nhà em đều là da ép hết ngay, con này cả nào da lóng thỏ em bảo riêng thôi, chứ con không có da thương đâu. Quá đẹp hít. Đây, cả này cho chị nào 50-60 kg mang vừa này, màu đẹp chưa? 300.000 mà 300 này, 300.000 mà 300 hít. Rồi free size này màu là đẹp chưa? Mấy chị thích giá này đẳng cấp lắm, nhưng đều phóng to mấy chị. Phóng free size này chị nào thích mắc được free size chốt này, free size bạn nhà mấy chị 250.000 thôi. Chốt mà 25 hí, free size 250.000 chốt em mã 25 này, 25. Mã 25 đi, 25. Alo. Alo. Rồi chị đã bán được rồi. Đang like. Rồi em đây mấy chị ơi, xài đi xài. Ui đẹp quá. Đây. Không, cho tặng là chị để cho chị nữa đó. À, chị ơi gửi từ từ đôi em mới xỉ thôi, cái này đẹp quá. Cái đẹp thế này. Đây, em này mấy chị ơi, size này cho chị nào khoảng cỡ 57 kg quay đầu ý, 53-57 kg là được này, 53-57 kg quay đầu là được. Wow, giá đẹp chứ này. Đây, 53-57 kg quay đầu là được. Đây, có lên sẵn chị không? Bạn này mấy chị này, quả đẹp, 300.000 mà 27, 300.000 mà 27, 55 cánh quay đầu giá em buổi này, 53-57 kg là được. 300.000 mà 27. Rồi lấy một em hàng hiệu ạ. Đấy, một em hàng hiệu con mạc mấy chị ơi, một em hàng hiệu con tạc này mấy chị thấy chưa? Một em hàng hiệu con tạc mạc luôn hí, hàng hiệu con tạc mạc, quả đẹp lắm. Cái sáng đấy, ừ. Sáng chỉnh, cả nét quả sáng chỉnh luôn mấy chị nhìn thấy chưa? Em này cho chị nào khoảng cỡ 53-57 kg luôn đi, 53-57 kg cho em với, quả đẹp mấy chị nhìn hàng này, đây 53-57 kg cho em với hí, 300.000 mà 70, 300.000 mà 70, 25. Đây nó thì tủ quá nhỉ. 53-57 kg ăn vừa này chuột em bàn này, 300.000 mà 70. Đánh ra đẹp chứ. Rồi một con đen siêu phẩm này, chị nào ứng đen, chị nào muốn đen này, con đen này đen tuyên mà đen nhúng mà chị, đen tuyên mà đen nhúng này, đây đen tuyên luôn á mà đen nhúng này, sẽ ẹt thế này. 40-47, 48 kg là vừa này, 40-48 kg là vừa này, chị nào sẽ ẹt ứng đen chốt nhấn này, bạn này mình chị đen này, đây đen đẹp lắm mình chị hít. Đen này dạng đẹp lắm, chị nào chưa có đen là chốt này, 280.000 chốt em mà 80 ạ, 280.000 chốt em mà 80 hít, 280.000 mà 80 cho em với này. 280 mà 80 ạ. Cái rêu đi. À, wow. Một em rêu của siêu phẩm luôn mà chị nhìn thấy chưa? Hàng đấy là giả ép hết nghe, có nhiều cái em còn chưa ủi là mà chị. Em đây cho chị nào còn 50 cái đến 50 cân đến 55 kg cân là được này, 50 55 cân là được, dưới thắt hiện đây này, đẹp chưa? 50 55 cân là bạn vừa hí, 50 55 80 chị Ngọc, 280 nữa đấy. Cái này đẹp lắm chị Ngọc ơi, mới tuyển sự đây. Hôm nay em xéo cho mẹ chị hết, mẹ chị mà tránh thủ cơ hội này. Đây, em đã thắt ở bên như thế này hí. Quá đẹp mẹ chị ơi. 40 đến 50 cân lăng vương này. Bạn nhà mẹ chị quá đẹp luôn. Bạn 280 luôn này, chốt mã rêu. 280 mã rêu cho anh vừa hí. 280 em chốt em mã rêu ạ. Em hề chị ơi, em hề chị nghe. Chốt em mã rêu hí, mã rêu. 280.000 mã rêu này, 280.000 mã rêu hí quá đẹp. 280.000 mã rêu mọi người hí. Nhìn đi phát. 280.000 mã rêu này, dạng đẹp lắm, 40 50 cánh sẹt này. Cái này con đỏ dạng sẹt này. Đỏ nó đỏ quý phái. Rồi em đây mẹ chị ơi, đây nhìn này, đẹp chưa? Bên trong còn có đồn bóng nữa hí. Size M ạ, M mang vừa là bạn chị ơi. Ủa, đẹp chưa? Đây đẹp chưa? 40 kg ạ, 40 đến 50 kg là vừa này, 40 đến 50 kg là vừa này. Đây quả đẹp, bên trong còn có đồn bóng như thế này này hí. Bạn nhà mẹ chị dáng thì tương đương được, chốt nhất này 200.000, 200.000 chốt em mà 23. 200.000 chốt em mà 23 hí. 200.000 mà 23, 40 đến 50 kg là mắc vừa này. 40 50 kg là mắc vừa, 200.000 mà 23 hí. 200.000 mà 23 này. Thì Bích Nhan Huynh mua rồi này, Bích Nhan Huynh đáng xem không? Bích Nhan Huynh mua rồi đáng xem cho em không này, để em có lóng thỏ cho chị size nhỏ đây này. Một con siêu phẩm lóng thỏ size nhỏ hí. 23 cho chị Diệu Khóa này. 200, báo mới luôn này, yên tâm hàng em báo mới cho mày chị luôn, mày chị cứ nhìn hàng là biết này. Hàng báo mới. Bích Nhan Huynh muốn này ra lóng thỏ sẽ ẹt này, mẹ chị có đòi lóng thỏ, bây giờ có lóng thỏ này. Đây, cái này đẹp lắm, form thể thao như thế này này. Đẹp chưa? 40 50 kg mang vừa lắm mẹ chị, da lóng thỏ tay bó như kiểu thể thao này. 40 50 kg mang vừa này, đây quá đẹp luôn. 300.000 chỗ đấy mà lóng thỏ, 300.000 chỗ đấy mà lóng thỏ. 40 50 kg là mang được hết, chỗ đấy mà lóng thỏ cái lóng thì xịn, da xịn lắm. 40 đến 50 kg mang vừa này, chỗ đánh mã lóng thỏ hết, lóng thỏ 300 này, lóng thỏ 300 này chị, lóng thỏ 300 này. Chị Diệu Thính ơi, chị mặc vừa không? Cái này chốt cái này mang chị Diệu Thính này. Em thấy cái này rất đẹp luôn. Chị Diệu Thính mang vừa chốt cái này này. Sao nó cho chị nào khoảng cỡ 50 đến 57 kg là đẹp hết. 50 57 kg là đẹp này. Đây. Đẹp quá. 50 57 kg là đẹp hết. Tay này. Chất điều rất đẹp luôn. 50 57 kg bạn nhà mình chỉ có này siêu của siêu đẹp luôn. 300.000 mã 30 ạ. 300.000 mã 30. Đây. 50 đến 57 kg này. Đây nó thỏ đẹp mà chị Bích Nhân Huyên luôn này. Em nhắn tin lấy Facebook điện thoại chị nhắn tin chị Bích Nhân Huyên nói đi có cái lông thỏ cho nhỏ này chị cứng. Chị qua ta áo đấy. Áo đấy hả? Áo nó chuyển khoản trả vào đấy 280.000 đấy. Rồi lấy một cái bom thôi. Lấy một cái màu đen tuyệt phẩm này. Lấy cho mình đi một con tuyệt phẩm màu đen này. Đây con này dạng đẹp tuyệt vời luôn. Em đây trái em mơ là mang vừa hí. Mơ lơ máng vừa này cho chị nào khoảng cỡ 50 kg đi, nếu cao á 50 đến 58 kg được này. 50 58 kg con này tuyệt phẩm, chị nào chốt được nó xuất sắc này. Con này cam kết mấy chị nếu đến mua năm ngoạn em bán 700-800.000 hết nghe. Đây, con này đẹp không đẹp kỷ niệm mấy chị con này luôn, nếu mình không đẹp là kỷ niệm mấy chị con này luôn hí. 300.000 chốt mã 99 này. 50 đến 58 kg là mang đẹp. 300.000 mã 99. 300.000 mã 99. Đây. Không cam kết mọi người bao giờ mua được giá này đâu. Giá thường thường mà chị mà thấy livestream tầm mấy ngàn bao giờ có giá này hết nha. Mã 99. áo này có nhiều cái chứ rất chị thoái với hàng mới khúi nữa, có nhiều cái hàng mới khúi em chưa nữa. À, 51 kênh ít màu nấu gật rồi, 51 kênh màu nấu gật sửa toàn L hết chị ơi. Toàn L hết này, cái đấy đẹp đẳng cấp luôn. Đấy bỏ đi. Đấy này bình thường ở nhà khi nào bán 450 ngàn hết, bao giờ có giá 300 ngàn đâu. Hôm nay ngoài này cho mấy chị cấu view thôi đó. Rồi em đây ạ, em đây cho chị nào ạ? 50 đến 55 ký mang vừa này, cái đẹp quá. 50 đến 55 ký mang vừa, hàng mới khui chưa ủi đó mày chị. Để chị nhìn cái điều già này mắc cả đơn bao giờ ló sơ su đâu. 300 ngàn ạ, mã 01, 300 ngàn mã 01 hết. Ủa đến lái chị đến mau còn khó của em ơi. 300 ngàn mã 01 hết, 300 ngàn mã 01 đẹp cho chị này. Chị đó hỏi mày cái mong nhất. 300 ngàn mã 01 này. Tuyệt Hoa ơi, có tròn ảo được không? Để anh tròn cho chị một cái nữa này. Rồi em đây 50 đến 57 kg mang vừa này, 50 đến 57 kg mang vừa phóng Hàn Quốc mấy chị. 50 57 kg mang vừa này bán cho mấy chị 300 ngàn mã rêu này, 300 ngàn mã rêu, 300 ngàn mã rêu. À chị Phương chuyển khoản cho em trong đây để nhớ ngươi tới để áo pháo được không? Ôi cái rêu này chưa ai lấy hết nghe, cái rêu này chưa ai lấy hết. Quả đẹp em tới có chứ chị ơi. Ai đang xem chậm tương phản với cho em rồi mình chi? Mày chi chậm đấy nha, em một chậm tương phản vậy nha. Hoặc là mày chi muốn biết lên mà nhanh hơn á, tương tác nhanh hơn thì mày chi bấm á con thắng trước thì biết lên nó hầm hiền lên tương tác nhanh lắm luôn á mày chi. Chậm lên chia sẻ bài lên trên đã vậy ạ. Dạ chị ơi, em 241 tốn thất thuyết Đông Ha Quảng Tì nghe chị. 241 tốn thất thuyết Đông Ha Quảng Tì ạ. Tao ơi chị giấu các bạn chị nhiều quá. Đây, cái nấu mà em nói với chị đấy này chị yêu thính này. Rồi chị chia sẻ ba giảm với cả đấy có đái tay này. Có đái tay như thế này này. Đây, có hai bên đái tay như thế này rồi hí. Thôi. Đây. À, để cái máy ốp mỗi phốn tới đi. Máy đợi chị có mấy trăm ngàn tiền cạc thôi. Có chị ơi, có chị Tung Hoang hí, có chị Tung Hoang hí. Em đây cho chị nào size em mơ lơ máng vừa này, nhớ là phong cách free size cho em bởi hít cả đây phong cách free size này. À dự thoại ơi, ship cam lỗ 20 ngàn hít, em chuyển khoản chị free ship con không chị ship cam lỗ cho em 20 ngàn hít. Cái này có giấy đá 6 là mấy chị đang thắt cố quả kỹ vừa đáng được này. Rồi nạp có cái sổ 1 cái 4 đến rồi. Em tin nhận nó mày chi hết. Coi cả phải chi. Mới cốc tạc đó. 956 à. Em đây mày chị ơi, 5 cái đấy là cáo cái 95 cáo đấy, em với phải cáo người cáo mà giống như em ăn cũng được này. Phải cáo mắc ra em mơ lơ ấy. Mơ lơ cao 1m58 đồ đấy nha em vừa này, mơ lơ mang vừa này, cái này có giấy đáy rồi tay em bóng túi áo hết. Bà nhà mày chi này, 300 ngàn chốt nâu. 300 ngàn chốt nâu, cái này bình thường mày chi thắt ở sau đẹp hơn này, thắt ở sau là nhìn dạng lên đẹp hơn này. 300 cá mà nâu hết, sao chị sao mơ lơ mang vừa. Đấy. Quá đẹp luôn, mơ và lơ máng vừa mã nấu này. Mơ và lơ máng vừa mã nấu cho em với này, nấu, nấu 300. Em mấy cái này em dễ lắm, đáng ngoài đường mà áo đẹp bao nhiêu lắm. Nấu 300k hết, mấy cái này tôi chưa bỏ riêng cả nhầm kì. Nấu 300k. Ôi 200 ạ. Anh nhìn được tặng gì hộp chưa? Không. Đến vui, đến đặng hết rồi, đến đi. Rồi lóng thỏ mấy chị ơi, lóng thỏ size L ạ. Lóng thỏ size L mau này này. Lóng hello chị Lý Nguyệt, lóng thỏ size L ấy, này, lóng thỏ này, bán luôn cho mấy chị 300.000 mà 18 này. 300.000 mạng 18 size L ấy. Hôm nay chẳng có em muốn lá trứng luôn đó. Size L mạng 18 hết. Wow, siêu phẩm lóng thỏ luôn mấy chị ơi. Ok, tất nhiên khi nào họ cũng gọi hết em ơi. Thấy chị Lý nghe chị ơi. Cái lóng thỏ mấy chị ơi, lóng là lóng thỏ hết. Nhà lóng thỏ này. Em đây ra gai quý bên đây như thế này này. Đây gai kiểu quý như thế này hết. Em đi cho chị nào size L ạ, size L máng vừa này, chốt em mà 300 lóng thỏ. Không chị ơi, lóng hàng này là phóng cách Hàn Quốc nên đa số size của nó là size M, L máng vừa thôi. Còn size S thì mấy chị mắc được free size thì mấy chị chốt hết vì em size S này. Em size S này, chốt em mà ngay. Lóng thỏ 300, lóng thỏ 300 này. Rồi lấy nhà mình chị một con đỏ siêu phẩm ạ. Wow, đẹp chưa? Lấy một con đỏ cám mình chị, đỏ cám siêu phẩm size S mơ máng vừa này. Đỏ cám siêu phẩm size S và mơ máng vừa này. Đây đẹp chưa? Bảo cho mình chị đỏ cám đây với giá này 300.000 siêu phẩm xuất sắc luôn, chốt mã siêu phẩm. Đỏ cám hí 300.000 chốt mã siêu phẩm. Chị đó, bố tính chị có tin nhận chị đến với mình không? Còn áo đang được tôi chịu rồi. Đỏ cám này chị, đỏ cám này. Đỏ cám siêu phẩm đấy. Đỏ cám siêu phẩm 300k này, chỗ em mà này siêu phẩm mãi có 10% pin nó sáng ít ta. Ở đây để họ chị một chút em cho chị miếng quấn để có chị miếng quấn này cho mình. Chia sẻ bay lên mấy chị ơi, trời ơi. Không chị ơi, không có xe trai quả vụ gì. Rồi rêu này ạ, rêu này cho chị nào này, 50 đến 57 kg đẹp này, quả đẹp. 48 kg đi, 48 đến 57 kg nó đẹp mà chị thấy như cái rêu rêu chưa? 300.000 hết mà 88, 300.000 mà 88 giá với 300.000 mà 88 này. Cá vô dụng mình cá 300.000 mà 88 giá của mình. Cái giá này đặt tuyệt vời cho. Rồi lấy một siêu phẩm rêu mà này, lấy một cái cuối cùng mấy chị ơi, lấy một cái cuối cùng để ăn cơm này. Rồi rêu ạ, rêu này, lấy một cái cuối cùng hết. Hôm nay mà chiến đầy tương tác lên giá em lên mất một cái giá siêu phẩm 400k vào tương tác bạn là xéo lộ rồi mà con tương tác được nữa. Rồi đấy mấy chị ơi, em đây ạ. Cho chị nào này. Em đây cho chị nào khoảng 50 58 kg đi, 50 58 kg này đẹp chứ. Mấy chị nhìn chất liệu da nhà em này, đây, cái điều dáng ấy không bao giờ xấu xú lắm, toàn giả đẹp hết. Em này ngay cho chị nào 50-58 kg là mang vừa này, quá đẹp luôn. 300k mã 22 ạ, 300k mã 22 hít, 300k mã 22 cho em vừa này. Cái cuối cùng mà chị hít cái cuối cùng luôn. Chị Bùi Giang ơi, màu đen được không? Màu đen được không chị ơi? Em thấy cái màu đen quá đẹp luôn. Cả này em nói nếu ai mua em cũng tính để lại máng đấy luôn, vì giá đen này đẳng cấp luôn. Nói chung cái điều giá xịn lắm. Chị Bùi Giang chị thích lấy cái đen này máng đi chị ơi. Nói chung nếu mà giá đấy mà món ngô khi mới phải mua tiền triệu với nó không đẹp, chứ em nói là em tặng để chị luôn, kỷ niệm con này. Chị nếu sai em ơi, chị Bùi Giang lấy cái cổ đá lấy cái này đi. Đen này đẹp lắm, cám kết mấy chị đã đẹp lắm, không bao giờ mua ra người già này đâu. Chắc hôm nay em xéo lộ cho mấy chị hết rồi này. 300k hết. Cái đá này vứt mở cái số đất bị cái máy đó. Đây, một cái cuối cùng cho mấy chị luôn. Chị ơi, bây giờ em xuống lái rồi, mau khẳng để đỏ lặng nữa thôi. Mấy chị vô coi lại cho bây giờ em xuống lái lắng nghe. Cái đá này đẹp lắm, em mình tạo cơ hội cho mấy chị hết cỡ luôn, không là cả em vừa chị là để làm bán. Bởi vì da đấy mấy chị nhìn hàng mấy chị mới biết này, rơ vào tay mấy chị mới biết là chất liệu da mấy chị mua khi mới giá bao nhiêu tiền này. Rồi tạm biệt mấy chị.